Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước nha. Thì hôm nay em lên cho anh chị em một cái video để giới thiệu đến anh chị em là mấy cái mẫu máy lau nhà hơi nước nóng bên em nha. Đó, đây là cái mẫu máy lau nhà hơi nước nóng của thương hiệu là Black Decker. Đó, đây Black Decker là thương hiệu của Mỹ nha anh em. Đó, nó rất là xịn sò cho mình luôn. Thì anh em thấy hang này người ta lau nhà nè, rồi người ta bỏ nước vô, tại nó có hơi nước nóng thì bỏ nước vô. Thì ở đây nó có cho mình luôn những cái đầu phụ kiện nha. Đó, những rồi thì bây giờ đó là em cũng mở sơ cái hộp này ra cho anh em mình xem luôn. Đó, rồi thì anh em mình nhìn tổng thể hang là mình thấy hang. Đó, cái thiết kế của nó khá là đẹp hang, còn bên trong của nó thì nó có những cái phụ kiện để em lấy ra cho anh em mình xem luôn. Đó. Thì cái phụ kiện đi kèm của những cái máy này á, là nó gồm cho mình là một cái miếng lau hả anh em, một cái miếng lau này với lại ba cái đầu nhỏ. Thì anh em biết rồi ha, những cái đầu lớn này thì thường là mình lau ở sàn nhà của mình. Nhưng nếu như anh em mình mà mình muốn lau, mà mình muốn vệ sinh ở trên bếp hay là ở trên những cái không gian chật hẹp nhỏ rồi đó, thì mình phải thay những cái đầu khe hoặc những cái đầu nhỏ hơn thì nó sẽ phù hợp hơn. Đó, nó đây mình thay những cái này ha. Thì anh em biết rồi, khi vệ sinh á, mình bấm nút của nó là nó bắt đầu nó ra cái hơi nước nóng hay cái hơi nước sôi anh em. Cái hơi nước nóng nó sẽ sát khuẩn mà nó vệ sinh rất là sạch sẽ cho mình luôn nha. Rồi thì khi mà anh em mà mình vệ sinh ở trên những cái bếp đồ ha, thì mình có thể là mình gỡ những cái cây nối dài này ra. Đó, mình gỡ những cái cây nối dài ra, mình cầm tay mình vệ sinh, mình làm việc luôn cũng khá là ok. Đó, trong đây, trong cái hộp này người ta cũng có làm thử cho mình coi nè. Đó, anh em coi nè, thấy không? Đó, trên bếp thì mình gỡ cái cây nối dài ra. Còn nếu như ở sàn nhà thì mình mới nối cây nối dài vô để mà mình lau. Rồi thì bây giờ em cũng test thử cái khả năng của nó khi bỏ nước vô cho anh em mình luôn nha. Đó, rồi thì ở đây có một con thì em bỏ nước vô sẵn rồi. Thì bây giờ là em cắm điện vô thôi. Nè, ở đây cái ngăn này là ngăn nước, anh em chỉ cần mình mở ra là mình bỏ vô thôi. Đó, em chỉ việc là em cắm điện vô cho anh em mình thôi nha. Điện của mình á, thì mình xài cái điện này là xài được điện 220 nha anh em. Đó, 220V. Thì anh em mình biết rồi ha, khi mà mình cho nó vô điện thì ở đây nó có cái công tắc on off nè. Đó, mình bật công tắc on off lên là bắt đầu máy nó chạy. Rồi ở đây á, là cái chế độ là hơi nước nóng nha anh em. Đây là chế độ hơi nước nóng, mình bật lên cái nữa. Đó, rồi mình chờ cho nó vài giây. Đó nè, anh em thấy, anh em mình thấy không nè, đó đây bắt đầu là nó ra cái lớp khối rồi nè anh em ha. Đó, đó em chỉ cần đẩy nhẹ đi là anh em thấy khối nè. Đó, rau rất là sạch luôn nha anh em. Đó, thấy không, ở dưới đây nè, ở dưới đây nó có cho mình một cái lớp nè ha, nó có cho mình một cái lớp hơi mỏng ha. Khi mà cái hơi nước nóng này á, nó ra nó rất là nóng nha anh em, cực kỳ nóng luôn á. Đó, anh em thấy không, cực kỳ nóng luôn nè. Đó, thì khi mà nó nóng như vậy á, là nó sẽ sát khuẩn nha anh em. Đó, nó sẽ sát khuẩn nha. Đó, anh em nhìn ha. Đó, anh em nhìn nè. Đó, cái khối nó bay ra nè. Đó. Đó, cái khối này là nhiệt độ rất nóng nha anh em. Em đụng vô là nóng lắm luôn á. Đó, thì cái này á, là nó sát khuẩn nha. Rồi, thì đại khái em tắt trước cái máy cho anh em đi, để em nói. Rồi thì khi mà nó sát khuẩn vậy, thí dụ nhà anh em mà có trẻ em nè, có người già lớn tuổi nè, hoặc là có nuôi thú cưng á, mà mình hay nghe mùi hôi ở trên sàn là bởi vì mình lau bằng những cái khăn nước bình thường nó không có sạch. Đó, mình lau bằng những cái khăn nước bình thường nó không có sát khuẩn hoàn toàn cho nên mình vẫn còn nghe mùi hôi. Nhưng khi anh em sử dụng những cái máy lau nhà hơi nước nóng này, anh em lau và nó sát khuẩn hoàn toàn luôn nha anh em, thì nhà mình sẽ rất là sạch và nó sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình nha. Đó. Rồi thì bây giờ em rút thử cái cây này ra luôn, em rút thử cái cần nối dài này ra và em lau thử ở trên bàn cho anh em mình coi luôn. Đó, thì anh em thấy ví dụ ở trên bàn, trên bếp rồi thì anh em cũng có thể mình rút cái phần nối dài ra. Đó, và mình lau thôi. Đó, nó rất là tiện lợi hết anh em. Đó, còn nếu như mà anh chị em á, rồi, đó, khói lên rất là nhiều luôn nha. Còn nếu như anh chị em mình á, mà mình muốn lau ở trên bếp á, thì mình có thể là mình thay được những cái đầu. Đó, ví dụ những cái đầu này. Đó, những cái đầu khe này. Đó, ví dụ nó tùy vào cái chỗ mà mình lau thì mình có thể gắn những cái đầu khác vô. Nó rất là hay, rất là tiện lợi luôn nha anh em. Rồi thì
Rồi thì cái con lau nhà hơi nước nóng này á, nó tình trạng là chưa qua sử dụng luôn anh em. Đó, bên em á đang bán với giá là 1.490.000. Đó, 1.490.000 là đã bao ship cho anh em luôn rồi nha. Đó, 1.490.000 là đã bao gồm phí ship luôn. Đó, anh em nào mình đang cần tìm một cái máy lau nhà hơi nước nóng thì đây là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo nha. Rồi, em cảm ơn anh em ha. Đó, hẹn gặp lại các anh em trong những cái video tiếp theo nha. Anh em nào mình quan tâm sản phẩm gì thì cứ vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin cho em. Rồi, em cảm ơn và chào các anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bơm ô tô. Đây là bơm ô tô sử dụng tẩu 12V nha anh em. Đó, anh em cắm cái đầu này trực tiếp vô trong cái tẩu của xe ô tô là anh em bật cái nguồn lên là nó sẽ bơm thôi. Thì một đầu đó là anh em nè, cái đầu này đó là mình dặn vô trong cái kim vòi xe ha. Khi mình đi đâu đó ở ngoài đường mà xe bị lủng bánh, xì bánh, mềm bánh gì đó thì mình cứ cắm cái này vô trong cái kim vòi xe, rồi mình cắm cái này vô trong cái tẩu của xe ô tô, rồi mình bật công tắc lên là nó sẽ tự động nó bơm cho mình thôi nha anh em. Đó, cái này nó rất là tiện lợi, gọn gàng nha, để trên xe rất là tiện luôn. Khi mà mình đi đâu, đi dọc đường mà có sự cố thì mình sẽ có cái để mình xử lý nha. Rồi, cái này là cái không thể thiếu của anh em sử dụng xe ô tô nha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 380k nha anh em. 380k một cái bơm. Đó, đây là cái bơm xe ô tô. 380k. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái loa karaoke nha. Đó rồi, thì đây là cái loa karaoke, nó gồm cho mình là hai cái micro để anh em hát luôn ha. Cái này mình có thể hát song ca cũng được nha, vì nó có cái hai cái micro luôn nè. Rồi thì cái này á, em cho anh em xem sơ ha, xem sơ cái ngoại hình của cái này khá là đẹp nha anh em. Đó, cái loa này thiết kế cực kỳ đẹp luôn á. Rồi phía sau nó có cái dây nè, cái dây này để cho mình xách đi được luôn nha anh em. Rồi thì ở đây nó có cái công tắc on off nè. Đó, anh em mình khi mình mở lên mình chỉ việc xoay cái này về đây thôi. Hello. Đó, mình xoay cũng như mình muốn mở lớn lên thì mình cứ vặn tiếp cái này thôi. Rồi thì ở đây em kết nối với cái điện thoại của em nha anh em. Đó, sau khi kết nối nè, mình bật Bluetooth lên mình kết nối là được rồi. Đó, sau khi kết nối với điện thoại thì mình có thể nghe được nhạc rồi đó. Rồi mình chỉ việc là mình mở cái những cái video lên mình nghe thôi. Như là nhạc Bolero. Đó, em mở nhạc đang nguyên lên cho anh em mình nghe đi. Đang tới đâu rồi? Xong mình cảm giác nó rất là hay luôn nha. Cái loa này nghe nhạc thì là bao hay rồi. Còn mà hát karaoke á, thì nói thật ra là nếu như là anh em mình hát hay thì nó hay, còn mình hát dở thì nó dở. Đó, đây em mở thử cho anh em nghe. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, cũng khá là ok nha. Rồi thì cái micro này á, cái nó có là cái loa này nó đi kèm là hai cái micro nha anh em. Rồi thì ở đây em quay về trở về ngược thì nó sẽ tắt thôi. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 950.000 nha anh em. 950.000 một cái loa karaoke như vậy. Anh em nào mình quan tâm á, thì mình điện thoại hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Hôm nay em mới về lại cho anh chị em mình là một cái lô là máy hút ẩm nha.
thì cái máy hút ẩm này á, nó có cái công dụng là nó hút ẩm. Thí dụ như là trong nhà mình mà có bị mùi ẩm thấp hay là cái gì đó, độ ẩm cao, thì mình sử dụng cái máy này nó hút ẩm rất là tốt luôn nha anh em. Với lại á, nó có tác dụng là sấy khô quần áo nữa. Thì khi mà nhà mình quần áo mà mình phơi không có được á, nó mấy mùa mưa gió không, mình không phơi được, thì mình cứ treo lên trong sào, rồi mình lấy cái máy này mình bật lên. Còn đây nó y như cái cánh quạt này, nó anh em chỉnh cái gốc ha. Đó, cho nó quạt vô trong chỗ quần áo á, nó quạt với là một cái hơi nóng rất là hay luôn nha. Nó làm quần áo khô cực kỳ nhanh, thường là khoảng trong vòng 1 tiếng tới 2 tiếng là khô à. Đó, rất là nhanh luôn. Mà cái phần sau của nó là nó có cho mình là một cái ngăn này, là cái ngăn đựng nước nha anh em. Cái công nghệ của nó rất là hay. Lúc đầu thì em chỉ nghĩ là nó quạt hơi nóng thôi, nhưng mà thật ra là nó còn hút được cả nước vô trong đây nữa. Thì nó là sử dụng cái công nghệ hút ẩm rất là hay luôn nha. Rồi thì anh em biết rồi ha, nó ẩm thấp mà mình ở trong môi trường ẩm thấp, đồ ha, ô nhiễm này nọ thì rất là ảnh hưởng sức khỏe. Thì cái máy này ha, nó hỗ trợ cho mình. Cái này là của thương hiệu là Iris Oyama nha anh em. Đó, thương hiệu Iris Oyama. Cái này là điện của nó là điện 100V nha. Cái này là hàng nội địa Nhật, điện 100V. Tình trạng còn khá là đẹp, y như em quay luôn nha. Cái con này thì cái đợt này em về cũng được vài con thôi là nó cũng hết luôn nha. Cái này thì em cũng đo sơ về cái kích thước cho anh em mình đi, để anh em mình lựa chọn nha. Cái này á, chiều ngang của nó là khoảng là 28 nha anh em. Chiều sâu của nó là 20, còn chiều cao ha, 20 x 28 x 64 nha. Rồi thì ở trên đây nó có cho mình là mấy cái nút đơn giản thôi. Cái thứ nhất là cái công tắc tắt mở là nằm đây. Còn cái thứ hai là chỉnh thời gian, thí dụ là 2 tiếng, 4 tiếng, 8 tiếng. Còn không chỉnh thời gian là nó cứ chạy hoài, khi nào mình tắt thì bấm nút nó tắt thôi. Còn ở đây nó có chế độ nè, nhẹ, trung bình và mạnh. Đó, cái chế độ thổi hơi. Còn ở trên đây là cái này là 50 độ, 70 độ, 90 độ là cái độ nó xoay. Nó có chế độ xoay qua xoay lại giống máy quạt vậy đó anh em. Đó, thí dụ 50 độ, 70 độ, 90 độ. Còn nếu như mình không bấm nó là nó sẽ quay thẳng, nó không có xoay đi đâu hết. Rồi thì con này bên em đang bán với giá là 1.400.000 nha. Đó, 1.400.000 nha anh em. Hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 100V nha, của thương hiệu là Iris Oyama. Rồi tiếp theo ở đây thì em về một cái dòng mới nữa. Thì cái dòng này đó, nó xịn sò hơn rất nhiều nha. Rồi thì ở đây thì em cũng khui ra cho anh em mình coi thử luôn. Đó, cái này thì hàng full thùng nha anh em, khá là đẹp ha, hàng full thùng. Đó, đi kèm nó có cái sách hướng dẫn cho anh em mình luôn nè. Đó, rồi sách hướng dẫn tiếng Nhật. Wow, cái con này thì nó rất là nặng anh em, nó sử dụng cái công nghệ khác cái con kia. Đó, rồi thì cái con này anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi nha. Đó, nó rất là đẹp ha. Rồi cái này á thì đây, mở trước tiên mở cái sách hướng dẫn ra cho anh em mình xem trước. Đó, cái này nó ghi rõ nè là for use in Japan only, tức là nó chỉ sử dụng trong cái nước Nhật thôi. Đó, chỉ sử dụng trong nước Nhật thôi, cho nên là anh em sẽ mình sẽ không thể mua được ở các quốc gia khác đâu. Chẳng qua là mình có thể là, một là anh em xách tay từ Nhật về, hai là mình có thể đi bằng đường nội địa Nhật về thôi, chứ cái này nó không sản xuất cho thị trường Việt Nam đâu nha. Còn về cái thông số của con này, đó, về cái thông số của nó là 260W nè, 12 lít điện của nó là điện 100V. Đó, anh em xem ha. Đó, thông số ghi rất là rõ luôn nè. Đó, 160 mét khối trên giờ. Đó, rồi, thì cũng khá là hay. Rồi, thì bây giờ á, cái hướng dẫn là vậy, coi sơ để biết thông tin thôi. Còn lại là bắt đầu là mình coi tới cái ngoại hình. Cái ngoại hình của cái máy này tại sao nó lại cao cấp hơn cái con kia thì em cũng giới thiệu luôn cho anh em mình nha. Rồi, cái con này á, thì đây, đó, ở trên đây nó cũng có cho mình luôn là cái bảng điều khiển nằm ở trên đây cảm ứng nha anh em. Đó, cảm ứng thì mình cứ tắt mở nè, rồi chọn chế độ thôi. Rồi, nguyên cái cánh quạt của nó thiệt to nằm ở đây nha anh em ha. Đó, khi nó chạy thì nó sẽ quay cái cánh quạt này tự động, nó hút ẩm cho mình luôn. Rồi, ở dưới đây thì con này nó khác với con hồi nãy là nó có bánh xe, anh em có thể đẩy di chuyển đi nha, rất nhẹ nhàng. Và một cái điều cực kỳ quan trọng nữa là cái phần này. Ở đây, cái con này nó đắt là đắt ở chỗ này nè anh em. Đó, đây, đây là phần sau, cái lốc của nó anh em thấy không? Cái lốc của nó nè, anh em nhìn vô mình thấy ha, dây đồng nè. Đó, y như cái lốc máy lạnh anh em thấy không? Nó y như là trong một cái kép nước của xe máy và cái lốc của máy lạnh vậy đó. Đó, cho nên nó rất là nặng. Đó, nó rất là nặng, nó rất là xịn. Rồi thì cái đợt này, cái lô này em về á, nó là
bên cái con này thì nó chỉ được có khoảng 3 con thôi. Đó, rất là xịn luôn, rất là cao cấp nha anh em. Rồi em cũng sẽ đo kích thước con này luôn. Con này là chiều dài của nó là 29 nha. Chiều sâu của nó là 21. Còn chiều cao của nó tính luôn từ bánh xe lên đây là 51 nha anh em. Đó, 29, 21 nhân 51 thì nó sẽ nhỏ hơn con bên đây. Đó, nó sẽ nhỏ hơn cái con Iris Oyama xíu, tức là nó nhỏ về cái độ cao, nó sẽ thấp hơn xíu thôi. Còn về độ ngang thì nó to hơn. Đó, thì cái con này á, nó rất là xịn sò. Điện của nó là điện 100V luôn nha anh em. Đó, cái này là hàng full thùng. Thì anh em thấy rồi ha, cái con này hàng full thùng. Em quay xa xa ra xíu cho anh em mình hình dung cả hai con nè. Đó. Rồi, con bên đây thì hồi nãy em báo giá rồi 1 triệu tư nha. Còn con bên đây là 3 triệu tư. Đó, con bên đây thì nó cao cấp hơn rất nhiều và hàng full thùng nha. Đó, anh em nào mình đang quan tâm cái mẫu máy hút ẩm thì đây cũng là một sự lựa chọn rất ok. Còn con bên kia thì sự lựa chọn bình dân. Đó, cái dòng nào cũng xài ok hết. Đó, anh em khó tính thì mình mua cái con này. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái đèn là đổi đầu của Tajima nha. Đó, đèn đổi đầu Tajima, hàng nội địa Nhật, hàng tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn anh em. Rồi thì cái đèn này á, là nó sử dụng được pin sạc nha anh em. Đó, tức là trong đây nó có sẵn một viên pin sạc cho anh em rồi ha. Đó, rồi thì mình mua về chỉ việc đeo đổi đầu luôn mà xài thôi. Thì dành cho nước ngoài người ta đeo để ta sửa chữa điện tử rồi ha, ba cái đồ điện rồi nè. Đó, thì nó có dây đeo đầy đủ cho anh em luôn nha. Rồi thì cái đèn này thì bên em đang bán với giá là 500k nha anh em. 500k một cái đèn đổi đầu như vậy nha. Dạ rồi, tiếp theo thì em báo giá cho anh em một số cái mẫu cây thông nha. Đó, để dành cho anh em mình trang trí này, tới sắp tới Noel rồi. Đó, thì anh em mình trang trí thích trưng bày cái gì á thì anh em làm nha. Trước tiên là anh em nhìn bên đây ha, anh em thấy cái cây thông này là cây thông 1m nha. Thông xanh 1m có kèm trái đỏ và có dây vàng cho anh em luôn nha. Cây này thì bên em đang bán với giá là 490. Rồi, tiếp theo là tới cây thông tuyết ha. Thông tuyết này á, là 1,5m. Đó, 1,5m anh em ha. Đó, nó cũng kèm là cho mình cái dây ha. Cái dây và có cái ngôi sao ở trên nè. Đó, cái dây và có cái ngôi sao ở trên thì cái cây thông này bên em đang bán với giá là 1,1 triệu nha. Rồi, tiếp theo thì cái một cái cây thông khác nữa là cái cây thông này. Cây thông này thì là 2,1m thông xanh. Thông xanh cao 2,1m, phía trên có ngôi sao, có trái đỏ và dây vàng nha anh em. Rồi, dạ anh em cũng để ý một điều này điểm em nè. Là bên em, những cái cây thông bên em á, là anh em khi mà mua về á, nó mình chỉ việc là mình cắm vô, rồi mình bẻ những cái tán lá ra theo cái ý muốn mình thôi. Anh em muốn nó rộng thì mình bẻ xè ra, còn anh em muốn nó hẹp hẹp thì mình bẻ gươm gươm lại. Với lại một điều đặc biệt nữa là những cái cây thông này anh em chơi có thể là chơi 5, 10 năm hoặc nhiều năm sau cũng rất ok. Sau mỗi dịp Noel thì mình chỉ việc là mình đóng nó lại, gấp lại, bỏ lại vô trong thùng y như là cái lúc mới là được. Đó. Rồi thì cái cây thông này á, là bên em đang bán với giá là 1,650,000 nha anh em. Đó, cao, chiều cao của nó là 2,1m, 1,650,000. Thì mình mua về mình chỉ việc là mình đặt những cái hộp quà hay cái gì ở dưới gốc nó nữa, rồi mình treo những cái trái châu lên đó, treo đèn lên là đẹp rồi ha. Đó, cây này là 1,650,000. Rồi tiếp theo tới một cái cây size lớn nữa. Cái cây này là anh em thấy ha, cái cây này là nó cao là 2,4m. Đó, cây này là 2,4m, thông tuyết 2,4m nha anh em. Có dây xanh và có cái ngôi sao ở trên đỉnh luôn. Rồi thì cái cây thông này á, đó, để em quay gần cho anh em xem. Nó những cái tuyết này nó cũng không có rớt ra đâu anh em thấy không? Nó không có rớt ra đâu. Nó làm rất là hay, anh em chơi năm nay rồi nhiều năm sau cũng rất ok nha. Chứ không phải là tuyết rồi sập tầm bậy tầm bạ lên là rơi rớt ra là không có nha. Đó, thì cái này á, là cái cây này thì giá bên em đang là 2,950,000 anh em. Đó, mà nó đẹp lắm, anh em chỉ việc mình treo trái châu rồi mình gắn đèn, gắn những cái phần quà lên thôi là quá đẹp ha. Cây này giá của nó là 2,950 nha anh em, 2,950. Rồi tiếp theo nữa là em có một cái cây rất là VIP, cái cây thông này là thông bi ư nha anh em. Cái cây này thì anh em mình nhìn vô này, trước tiên là mình thấy cái lá của nó sẽ rất là đẹp ha, nó ba loại lá. Lá rất là đẹp so với những cái loại thông thường. Và nó chưa có gồm cái trái này nha anh em. Cái trái này là bên em mới gắn thêm vô nè, chứ nó cái cây thì chưa gồm trái đâu nha. Đó, anh em mình coi nó, cái loại lá của nó rất là đẹp nha. Đó, đây em quay sơ tổng thể ở phía ngoài cho anh em xem. Cái cây này thì nó cao lắm, cao tới 3,6m lận, cho nên là em phải đứng xa mới quay hết được cho anh em đó. Đó, khá là đẹp, phía trên nó cũng có ngôi sao nha. Cây này thì dành cho những cái không gian rộng hoặc những cái nhà mình lớn á, hoặc là những cái trung tâm thương mại hay là những cái gì đó mà mình muốn trang trí một cái cây to thì đây quá tuyệt vời nha. Rồi, cái cây thông này thì bên em đang bán với giá là 12 triệu nha anh em. 12 triệu nha. Đó, thì anh em lưu ý hen, cái hàng thông á
nó có nhiều loại lắm. Nó mình mua những cái loại xịn thì mình sẽ xài được rất nhiều năm. Rồi và đồng thời á, thường á, thì những cái đầu mùa á, thì mình sẽ mua được những cái cây đẹp, nhưng mà tới cuối mùa rồi á, là những cái công ty người ta không có dám sản xuất nữa, cho nên hầu như là chỉ còn những cây xấu mà người ta không bán hết người ta mới còn thôi đó. Còn những cái cây đẹp thì nó hầu như nó không có đủ hàng, cho nên là năm nào cũng vậy thôi. Cũng như em khi em nhập hàng á, thì tới tới mà tháng 12 là đâu dám nhập cây thông nữa, nó chỉ có nhập trước tháng 12 thôi. Nó tháng 12 là nó cận quá, cho nên công ty người ta cũng không sản xuất nha anh em. Nó mình mua sớm thì mình sẽ có những cây tốt nhất ha, cây đẹp nhất. Rồi thì em báo sơ một số cái mẫu cây thông á, anh em nào mình quan tâm mẫu nào thì cứ điện thoại cho em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái tông đơ hớt tóc nha. Đó, đây là tông đơ hớt tóc sử dụng pin nha anh em. Đó, chỉ việc sạc pin là xài thôi. Bật lên là xài nha. Nó ngon lành luôn, cái này anh em có thể chỉnh độ được nè. Nó nghiêng độ nghiêng hay gì đó là đại khái khá là ok, tình trạng chưa xài luôn nha anh em. Điện là điện 220V, điện sạc 220V nha. Sạc đầy rồi mang ra là hớt thôi nha. Đó, cái này dành cho nhà có trẻ em hay hớt tóc cho trẻ em nè, hoặc là nhà có thú cưng rồi đó. Đó là mình có thể tỉa lông chó mèo các thể loại nha. Còn đây nó có những cái cử nè. Khi anh em gắn vô thì anh em có thể là cắt ngắn, cắt dài gì đó là tùy anh em nha. Nó trọn bộ như vậy là gồm một cái lược ha. Rồi một cái dây sạc nè. Rồi một cái body ha. Rồi với lại là mấy cái đầu cử để mình cắt nha. Trọn bộ chỉ có 195k thôi nha anh em. Đó, 195k. Anh em nào quan tâm tới là cái bộ này thì inbox cho em nha. Đó, tông đơ hớt tóc 195k. Em về cho anh em được là một cái lô đèn led nha anh em. Đó, cái lô này đèn led, để em nói sơ về cái lô này cho anh em. Cái lô này là hàng nội địa Nhật, nó rất là xịn. Cái chip led của nó cực kỳ xịn luôn, anh em xài là thiên thu mới hư nha. Nhưng mà cái này á, khi em nhập về á, thì cái này là nó sẽ có một số con á, là nó bị hở cái mạch. Nó hở mạch, thí dụ ở trong cái đèn này nó có hai mạch, một mạch âm, một mạch dương, thì nó bị hở một trong hai thì anh em đấu lại. Thậm chí có những con nó cũng không hở luôn. Nó nhưng mà thí dụ như về thì anh em phải xài, thí dụ mình xài tăng phô. Một là nó có những cái tăng phô sẵn nè. Nó cái dòng này là nó có tăng phô sẵn, thì cái tăng phô này xài điện 100V nha. Mình đấu điện 100V mình xài. Còn có một số con nó không có cái tăng phô như là những cái con này đi. Đó thì mình có thể mua cái tăng phô mà điện 220 là mình cắm vô điện 220 mình xài luôn. Rồi cái con này thì ví dụ như ở đây nè, có con nào đấu điện chưa? Rồi đấu cắm thử điện vô cho anh em coi luôn. Thì thường điện nó là điện ánh sáng trắng vàng nha anh em. Đó, ánh sáng của nó là ánh sáng trắng vàng. Rồi để em đấu điện cho anh em mình coi luôn đi. Rồi thì cái này em thanh lý giá rất là rẻ anh em ha. Giá rẻ lắm cho nên là anh em bán cho vui thôi. Nó cho có đồ cho anh em xài thôi. Đó, cái này thì em đấu vô cái tăng phô điện 100V cho nên là em cầm điện 100V em xài. Đó, anh em thấy không nè, cái ánh sáng của nó là ánh sáng trắng vàng nha. Đó, không phải trắng mà cũng không phải là vàng mà là trắng vàng. Đó, ánh sáng trắng vàng cũng khá là ok. Rồi, đó, sáng lắm anh em ơi, quay gần chói mắt luôn á. Đó thì đại khái nó là vậy đi ha. Còn anh em biết rồi, trong những cái đồ nội địa Nhật thì nó xịn lắm nè. Đó, thông số của cái tăng phô nè ha. Rồi thì cái này thì em cân ký, cho nên là sẽ có này có kia cho anh em. Tức là có cái có tăng phô và có cái không có tăng phô luôn. Nếu như không tăng phô thì mình tự mua tăng phô 220 là mình xài. Còn cái có tăng phô thì là tăng phô của nó đang là tăng phô 100V thì mình chỉ cắm điện 100V thôi. Đó, còn nếu như không thì mình gỡ cái tăng phô 100V này ra, mình gắn tăng phô 220 vô xài luôn. Tăng phô cũng rẻ anh em ơi. Đó, mười mấy hai chục ngàn những cái thôi. Rồi thì cái lô này em sẽ bán ký cho anh em nha. Nó tức là một ký thì khoảng là 4-5 cái gì đấy ha. Một ký thì khoảng là 4-5 cái gì đó. Nếu như có tăng phô rồi em cân thử luôn cho anh em mình đi. Rồi, một ký thì em lấy đỡ có này có kia ha. Rồi, bỏ vô mà em thử coi. Rồi, một ký, cái này thì là 1.3 nè. Cái này là 1.3 là bởi vì cái cục tăng phô này em bự nè. Đó, còn nếu như mà tăng phô nhỏ thì ấy, nhưng mà thôi tùy thì em bán ký vậy đó. Em lấy về như thế nào là bán ký vậy, anh em cũng không có lựa được nha. Rồi, giá của bên em là 50k nha anh em. Đó, 50.000 ký à, giá rất là rẻ luôn ha. Nó thí dụ như đây là chỉ có 1 ký mốt mấy, gần ký 2 thôi.
thì khoảng chừng 60.000. Nó 60.000 thì tính ra một cái bóng này có 15.000 à. Nhưng mà anh em biết rồi ha, có thể nó bị hở cái mạch ở trong đây thì mình chỉ cần mình mở ra rồi mình đấu lại thôi. Có những cái nó không mở, nhưng có những cái nó hở thì mình đấu lại thôi là được nha. Đó, rất là ok, khá là ok luôn. Rồi thì bên em bán với giá là 50k một ký nha anh em. Đó, anh em nào mình đang cần cái mẫu đèn này thì cứ inbox cho em nha. Đó, ngon lành luôn á anh em. Nhìn nó ngoại hình nó cũ cũ vậy thôi, về anh em vệ sinh lại, chứ còn là về bóng của nó là em nói anh em là nó xịn lắm. Nó rất là xịn luôn, cái bóng led nó rất là xịn nha. Rồi, ok anh em. Nay em mới về lại được một cái mẫu bếp ga xếp gọn của Nhật cho anh em mình luôn nha. Bữa giờ hết hàng anh em hỏi quá trời luôn, nay em mới về lại nha. Rồi thì đây là mẫu bếp ga xếp gọn dành cho anh em mà mình thích đi camping, cắm trại, dã ngoại, hoặc là mình sử dụng gia đình anh em ha. Đó, mình sử dụng gia đình thì mình cũng xài cái này được, nó rất là gọn gàng. Rồi đi kèm nó có cái túi vải này luôn nè. Đó anh em mua về, nó là chỉ cái bếp ga như vậy thôi. Đây là thương hiệu chính hãng của Signature nha anh em. Đó, thương hiệu của Nhật nha. Rất là gọn gàng, anh em thấy em cầm trên tay cực kỳ đẹp không? Đó, ở đây thì chỉ việc khi mình mở ra, mình xài thì mình mở này ra thôi. Đó, rồi mình mở ra rồi xếp ra thôi. Đó anh em thấy ha. Đó, mình xếp nó là nó thành ba cái chân rồi. Rất là tiện lợi, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, em xếp lên này, anh em thấy không? Rồi, cái này nó có một cái hay nữa là nó sử dụng được cái bình ga mini bình thường của Việt Nam mình luôn. Đây là sử dụng bình ga mini thông dụng nha anh em. Nhưng mà có một điều đặc biệt là cái bếp ga của Nhật này nó sẽ không chấp nhận cái bình ga mình sạc lại. Tức là cái bình ga mình xài xong rồi mình đi nạp ga lại nó không chịu nhận đâu nha anh em. Đó, nó để đảm bảo an toàn cho người sử dụng đó. Thì nó yêu cầu mình phải sử dụng là bình ga mới. Đó, bình ga mới chưa qua nạp lại thì nó mới xài được, hoặc là chưa qua sơn sửa gì đó là nó mới xài được nha. Anh em mình lưu ý chỗ này nha. Rồi, cũng như đây là cái bình ga mới nè. Đó, chỉ việc là anh em, cái bình ga mới đó, anh em chỉ việc đưa vô đây nè. Đưa vô ngay cái này rồi. Ấn một cái rồi là tự động nó hít vô luôn, không cần đè gì luôn á. Nó có miếng 500 ngay này nè. Bình ga mới nó mới hít, còn bình ga cũ nó không hít đâu. Đó, nó hay ở chỗ đó nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây nó có bên đây. Ở bên đây nè, nó có cái đánh lửa nè. Chỉ việc là bật lên thôi. Đó, anh em thấy nó bật lên một cái là ok rồi. Rất nhạy nha anh em, tắt nè. Nó bật lên nè. Đó, rất là ok luôn nha anh em. Anh em thấy không? Rất là ok luôn, rất là đẹp, rất là xịn luôn. Nó nói chung cái đây là một trong cái mẫu bếp ga mà em thấy tuyệt vời, rất tuyệt vời luôn nha. Đó, rồi cái này thì cái giá của nó là 850k nha anh em. Còn về cái phần bình ga thì anh em cũng yên tâm nha. Bình ga này ở tiệm tạp hóa nào cũng bán hết á. Bình ga mới thôi. Thay vì mỗi lần mình mua cái bình cũ á, mình đi đổi bình ga là khoảng 10.000. Tại vì mình lấy cái bình của mình ra mình đưa cho người ta thì người ta sẽ đổi cho mình 10.000 một cái bình khác đã nạp rồi. Còn bây giờ anh em mua cái bình mới luôn là 20.000 nha. Ở chỗ em bán 20, còn ở nhà anh em thì cũng có thể là 20 hay 30 gì đó. Nhưng mà đó, nó rất an toàn cho mình. Rồi, cái bình bếp ga này là nó là như vậy. Tức là nó không có cho mình sử dụng những cái mà bình ga mà đã qua sử dụng, đã qua nạp rồi, để cho đảm bảo an toàn cho mình thôi. Rồi, ok, đi kèm nó có cái túi vải như vậy luôn nha anh em. Nó việc mình xài xong rồi mình bỏ vô rồi thôi. Rồi, ok anh em ơi, cái bếp ga này thì bên em đang bán với giá là 850k nha. Anh em nào quan tâm mẫu bếp ga này thì inbox cho em nha. Đó, rất là xịn sò luôn. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái máy hút bụi ha. Đây là máy hút bụi sử dụng điện của Kyocera. Đó, Kyocera thương hiệu chính hãng của Nhật nha anh em. Đó, cái này thì nó sử dụng được điện là điện từ 200 cho tới 240 luôn nè. Nó công suất của nó là 1050W nha anh em. Đó, cái bình của nó thì cái bình này khoảng là 14 lít ha. Đó, cái bình này là khoảng là 15 lít. Đó, cái này là 15 lít. Thì đi kèm nó là nó có bánh xe luôn anh em. Anh em có thể kéo đẩy cũng được mà xách cũng được luôn nha. Rất là gọn gàng, nó đầy đủ phụ kiện luôn. Nó có cho mình là những cái ống hút đồ ha. Nó hút được hút khe, hút bàn rồi các thể loại luôn nha. Công tắc on off thì nằm ở trên đây nè. Đó, rồi con này tình trạng là chưa qua sử dụng nha anh em. Con này là hàng trưng bày chưa qua sử dụng nó. Cái con này mới á, thì bên em đang bán với giá là 3.2 triệu nha anh em. Còn cái con này thì em trưng bày. Đó, nay em thanh lý cho anh em luôn, giá là 2.8 triệu nha. Đó, 2.8 triệu con này nha anh em. Về lại cho anh em là mấy cái mẫu bình chữa cháy nha. Đây là cái bình chữa cháy của thương hiệu Tomoken. Đó, đây. Đó, em cho anh em coi sơ. Thì Tomoken này là một cái thương hiệu là bình chữa cháy của Việt Nam sản xuất nha anh em. Việt Nam sản xuất nhưng mà công ty là công ty Nhật. Tức là công ty Nhật nó đặt trụ sở, đặt công ty ở Việt Nam cho người Việt mình sản xuất.
Rồi thì cái đây là cái bình chữa cháy rất là cao cấp nha anh em. Thường những cái bình chữa cháy mà nó những cái bình cao cấp nó sẽ đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn ha, thì thường những cái trung tâm thương mại hay là những cái bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại hay là những cái khu mà những cái khu lớn á, là người ta sẽ sử dụng những cái mẫu bình dạng như vậy đó. Thì bây giờ á, ở đây em có ba cái mẫu bình mà cơ bản mà anh em hay xài nhiều nhất, thì bây giờ em sẽ lên cho anh em. Rồi trước tiên thì ở đây á ha, anh em biết rồi ha, những cái mẫu bình chữa cháy này ở bên em á là hạn sử dụng được 5 năm nha. Đó, hạn sử dụng được 5 năm đây. Đó, đây nè. Đó, anh em thấy không? Hạn sử dụng là 5 năm ha, từ năm 2023 thì khoảng là đến năm 2028 mới hết hạn nha. Đó, mình có thể mình để ở trong công ty, công trình hay là để ở nhà cửa văn phòng gì đó để mà nó đảm bảo an toàn cho mình, ví dụ như khi có sự cố thì mình sẽ phản ứng nhanh. Rồi thì đầu tiên thì cái mẫu này em sẽ giới thiệu đến anh em là mẫu này á, là nó là cái dạng bình chữa cháy sử dụng bột nha anh em. Cái này là bột ABC ha, 4 kg. Cái bình này là bình ABC 4 kg bột nè. Đó, rồi em cầm về cho anh em mình hình dung nha. Rồi thì cái mẫu bình này thì bên em đang bán với giá là 390k nha anh em. Đó, 390k ha. Đó, chính hãng của Nhật cho anh em mình luôn nha. Rồi, 390k. Tiếp theo thì em sẽ qua tới một cái mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai này là mẫu bình chữa cháy dạng CO2. Đó, hồi nãy là bình bột, còn cái này là bình CO2. Cái này là mẫu bình 3 kg anh em. Đó, 3 kg CO2, nhưng mà nó to hơn mẫu bình bột nha. Nó bình bột 4 kg thì nhỏ hơn nè. Nó em để gần cho anh em mình hình dung nha. Đó, cái này là CO2 3 kg nè, còn cái này 4 kg bột nè. Đó, rồi thì cái mẫu CO2 này thì giá của nó là 720k nha. Đó, cái bình bột là chỉ có 390 thôi, còn cái bình này là tới 720 nè. Và ở đây em có một cái mẫu bình nữa cũng rất là đặc biệt, thì cái này là bình dạng tròn. Bình tròn này là bình tự chữa nha anh em, tức là khi mà cái bình này dạng bình treo. Đó, đây nè, ở phía sau nó có cái bát cho anh em mình nè. Đó, anh em thấy không, nó có cái đồ treo nè. Đó, để anh em treo lên tường, trần nhà, nóc nhà gì đó khi có sự cố á, thì ở đây nó có cái cảm biến nhiệt. Nó khi mà nóng ở chỗ này lên thì nó sẽ tự động nó bung ra và nó có thể dập lửa ở trong phạm vi là 4m². Thì những cái bình như vậy thích hợp để ở trong những cái bình điện, tủ điện hay là để ở trong những cái nơi để xe ha, hoặc là để ở những cái nơi nào đó mà anh em cảm thấy nó dễ cháy mà nó an toàn thì mình cứ để thôi. Đó, thì khi mà có sự cố ha, nó cảm biến nhiệt á, khi có sự cố nóng á thì nó sẽ tự động nó bung ra. Đó, nó dập lửa ở một cái phạm vi là 4m² nha. Đó, thì cái bình này cũng khá là hay nha anh em. Đó, thì cái bình này bên em đang bán với giá là 800k. 800k một cái bình này nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em được là một cái mẫu bình nhỏ hơn. Đó, thì ở đây em còn một cái mẫu bình này nữa. Thì cái mẫu bình này là mẫu bình nhỏ nha anh em. Đó, cái mẫu bình này á, thì nó là để trong xe, trong văn phòng rồi lặt vặt thôi. Nó khi có sự cố thì mình sử dụng nó thôi. Cái đây nè anh em, cái chốt này anh em rút ra rồi anh em bấm thôi. Đó, cái bình này á, thì bên em đang bán với giá 110.000. Đó, thì hiện tại thì bên em có 4 cái mẫu bình thông dụng như vậy. Rồi thì anh em mình quan tâm tới cái mẫu nào thì cứ vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đây em lên tiếp cho anh em là cái máy bắn vít nha. Đây là cái máy dặn vít pin bằng cầm tay. Đó, đây là máy dặn vít. Thì cái máy dặn vít này nó chỉ gắn cái mũi vít dài vô anh em. Thì cái này là nó cũng nó chạy rất là nhẹ để sửa những cái vít điện tử nè, hay là ba cái dàn áo xe máy, hoặc là những cái tấp lô điện, những cái đồ nhỏ gọn nhẹ đó. Nhưng mà nó cũng có búa luôn nha anh em, rất là khỏe nha. Rồi cái này thì giá của nó là 950k. Nó 950k, đi kèm nó có cái đế sạc luôn. Ở phía sau nó có nè anh em thấy không, 16 cái mũi đa năng cho anh em gắn vô, mình xài mũi nào thì mình gắn mũi nấy vô mình xài nha. Rồi đi kèm nó có cáp sạc đầy đủ luôn, cho nó có củ sạc cho mình luôn nha. Nó củ sạc này là điện 220V luôn nha. Rồi giá của nó là 950. Rồi tiếp theo em có cái bộ này của Detong, giá sẽ hợp lý hơn rất nhiều nha. Rồi Detong thì cái bộ này là cũng máy dặn vít giống như con kia luôn. Con này cũng rất là hay anh em, nó dặn vít cái mũi cái cây thẳng y như là cái cây vít của bình thường của mình vậy đó. Nó ở đây nó cũng cho sẵn mình những cái đầu nè, lục giác bông, lục giác bi, lục giác dẹp, vít nhỏ các thể loại nè. Rồi thì xài thì chỉ việc bấm nó thôi là xài nha anh em. Dặn vô mở ra, dặn vô mở ra, có đèn
thì nó cũng như cái cây vít vậy đó, nhưng mà nó sử dụng pin đó, mình chỉ việc mình bấm là nó tự quay thôi, rất là đỡ cho tay mình nha. Rồi ở đây có đèn pin luôn nè, rồi phía sau có cái chui sạc luôn nè. Đó, anh em thấy có cái chui sạc nha. Còn đây có cái đèn pin nè. Đó, mình xài thì mình bấm vô rọi vô cái chỗ gì mình muốn là mình xài. Nói chung là rất là thông minh anh em. Datong bây giờ nó sản xuất đồ thông minh lắm. Đi kèm nó có cái cáp sạc cho mình luôn nha. Rồi còn cái này là có một cái đầu nối dài để cho mình bắt ốc hoặc là những cái trong những cái khe kẹt mà những cái mũi ngắn không gắn được á, thì đưa cái mũi dài này vô. Rồi rất tiện lợi nha. Thêm một cái nữa là nó có một cái hay của cái hộp này anh em. Cái hộp này nhìn như vậy chứ ở dưới đây á, là nó cũng không có cái gì trong đây đâu. Mình có thể mình mở ra mình đựng thêm ốc vít hoặc những cái đồ lặt vặt khác của mình nữa cũng rất là ok nha. Rồi cái máy này thì giá của nó là 550k nha anh em. 550k một cái máy dẫn vít của Datong nha. Còn của Ryobi này thì là 950k. Rồi anh em nào quan tâm cái máy nào thì inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em về lại là một cái bộ đầu chuyển từ vít sang ốc cho anh em mình nha, dành cho những anh em mà sử dụng cái máy mà máy mở vít á. Đó, ví dụ đi, em ví dụ như cái con này đi. Đó, máy mở vít ha, mình chỉ việc mình gắn cái đầu vít gài vô trong đây thôi. Rồi là nó có thể nó mở được ốc. Nó đại khái em ví dụ cho anh em coi ha, là như vậy thôi. Rồi, tức là anh em dành mở ốc dành cho những cái máy mà đầu vít. Đó, rồi, thì chỉ như vậy thôi. Rồi cái này là hàng nội địa Nhật nha anh em. Cái bộ này là gồm 8 cây. Đó, bộ này là gồm 8 cây từ 6 cho tới 13. Ở đây nó có 500 luôn nha anh em. Đó, nó rất là tiện lợi từ 6 tới 13. Thì thường anh em bắn ton thì sử dụng cái mũi 8 ly. Còn cái này từ 6 tới 13 thì nó rất là đa năng. Nó có đầy đủ các mũi trong đây cho anh em luôn. Đều có 500 hết luôn. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em. Mở ốc đồ các thể loại là sử dụng cái bộ này cũng ok. Rồi bộ này giá 180k nha anh em. Bộ này giá 180k. Em lên cho anh em là một cái máy cassette nha. Đây là máy cassette của thương hiệu là Sony. Đó, hàng nội địa Nhật rất là xịn sò cho mình luôn nha anh em. Thì ở đây á, nó cái con này thì nó cũng đã rất là cổ rồi. Thì anh em có thể mua để trưng bày ha, sưu tầm trưng bày hoặc là sử dụng cũng rất là ok. Thì cái này nó có một cái ngăn cho mình là để cho anh em mà mình đó mình nghe bằng đĩa luôn nha anh em. Ủa, nghe bằng cái băng cassette luôn nha anh em. Đó, còn không thì anh em cứ mở ra vô lên mình xài thôi. Ở đây nó sử dụng một lần là 4 viên pin. Đó, anh em bỏ pin vô đây là mình nghe nha. Rồi, hàng nội địa Nhật cũng còn tình trạng thì như em quay nha. Rồi, con này thì bên em thanh lý với giá là 900k nha anh em. Đó, 900k. Anh em nào quan tâm thì chốt con này nha. Đó, giá cực kỳ tốt cho một cái con mà máy cassette nội địa Nhật luôn nha. Rồi, 900k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là bộ ba cái thố inox nha. Đó, bộ ba cái thau inox nè, của thương hiệu là của Đức cho anh em mình luôn nè. Đó, đây, của thương hiệu là Liebenland, của Đức cho anh em mình luôn nha. Rồi, thì bộ ba này thì nó gồm cái nhỏ, cái trung và cái lớn. Em sẽ đo cái đường kính của từng cái cho anh em mình nha. Rồi, cái nhỏ nhất thì cái đường kính của nó là 16cm nha. Đó, còn cái trung nè. Đó, cái trung này thì đường kính của nó là 19 nha. Còn cái lớn này, cái lớn thì là 25 nha. Đó. Rồi, thì bộ ba cái như vậy nha anh em. Đó. Đó, bộ ba cái của thương hiệu là Liebenland ha. Bộ ba cái này thì bên em đang bán với giá 120k thôi. Anh em có thể mua để đựng đồ ăn, thức ăn hoặc là rau củ quả gì đó ha. Đó. Nó bằng inox ha, rất là xịn sò cho anh em mình luôn. Bộ ba cái như vậy là chỉ có 120k thôi nha anh em. Đó. Rồi, ok. Rồi đây là cái bộ dao Global gồm là 2, 4, 5, 6, 7 chi tiết nha. Đây. Đó, cái bộ dao này á, là nó gồm là trước tiên là một cái kéo nha anh em. Đó, tất cả đều bằng kim loại hết. Rồi, cái thứ hai là một con dao nhỏ để cắt gọt thái gì đó, tùy anh em. Rồi, tiếp theo cái thứ ba là cái cây này là cây mài dao, anh em liếc mài dao bằng cây này. Rồi, cái thứ tư là con dao này là dao thông dụng ha, anh em hay xài dao này để gọt trái cây đồ ha. Cắt gọt rau củ quả đồ bằng cái này, cắt thịt đồ cũng bằng cái này. Rồi tiếp theo tới con dao thứ ba, con này thì nó đại khái nó cũng trung nó tầm trung nha. Đó. Thì tùy cái mục đích của mình thôi, ví dụ mình chặt cái gì cứng to thì mình cần dao to thì mình vậy thôi. Còn cái gì nhỏ thì cần dao nhỏ cho nó gọn gàng. Rồi thì trọn bộ của nó là như vậy. Đó, trọn bộ của nó là gồm là cây mài, kéo, dao nhỏ, dao trung, dao lớn nhất luôn. Rồi, và một cái khay như vậy.
Đó, rồi bây giờ em bỏ lại vô cho anh em. Rất là xịn sò, tất cả đều bằng kim loại hết. Rồi thì cái bộ này giá bên em đang bán là 990k nha anh em. 990k một cái bộ dao Global. Rất xịn sò, chưa qua sử dụng luôn nha anh em. 990k. Em có một số cái đồ của bên châu Âu ha, đồ cổ của châu Âu về cho anh chị em mình luôn. Thì đầu tiên anh chị em nào mà mình mới xem kênh của em đó, thì cho em xin nút like và nút đăng ký kênh nha. Còn những anh chị em mà mình quan tâm sản phẩm nào cũng như cái đồ gì thì cứ vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn nha. Rồi thì đầu tiên, đó, đầu tiên ở đây em mới về cho anh em được một số cái mẫu mâm nha. Cái này là mâm treo tường nha anh em, nó cũng như là một cái bức tranh treo tường ha. Cái này là nó bằng đồng nha, anh em nhìn thấy rất là đẹp luôn. Thì ở đây em có mấy mẫu đây, thì em sẽ quay cũng như đo cái kích thước cho anh em xem cho dễ nha. Đó. Dạ rồi thì cái này bây giờ em mang ra đây để em bỏ riêng ra cho anh em mình coi cho nó dễ nha. Đó, anh em thấy không, khi cái này mà mình ốp lên, mình treo lên tường hay cái gì đó thì nó rất là đẹp luôn anh em. Đó đây, đó khi mình treo lên tường hay cái gì đó, mình để nhô những cái nơi không gian nó đẹp thì tự động nó sẽ đẹp thôi. Đó, em để ngoài hơi rối nên em mang vô đây cho anh em coi cho rõ nha. Thì hai cái mẫu bức tranh này á, thì nó đều là giống nhau ha. Đó, tức là nó giống về cái nhân vật này nha. Cái hai bức tranh này là nó của Hà Lan nha anh em. Đó, nó là của Hà Lan. Đó, thì cái này á, là nó một cái á, là nó sơn cái màu đồng. Đó, còn một cái là màu đồng đỏ đen. Đó, thì cả hai cái này á, đó, nó đều như nhau về cái kích thước nha. Nó chỉ khác về cái đồng bình thường và đồng đỏ đen thôi. Rồi thì cái này em cũng đo sơ về cái đường kính cho anh em luôn nha. Đường kính của cái này là khoảng là 59cm nha anh em. Đó, đường kính là 59cm nha. Đó rồi, cái con này, cái tranh này á, đó, cả hai cái. Đó, rất là đẹp luôn anh em ha. Đó, mua về chỉ việc mình treo lên thôi. Đó, rồi, thì bây giờ hai cái này nè, em quay sơ cho anh em coi ha. Đó, khi mà anh em treo lên tường nó đẹp lắm anh em. Đó, cái không gian decor của châu Âu ha, anh em mà làm mà những cái shop hay là những cái không gian của châu Âu á, nó mình muốn trang trí theo châu Âu thì những cái này ốp lên là nó rất là đẹp. Rồi thì cái này bên em đang bán đồng giá với nhau ha, hai cái này là 3,5 triệu một cái nha anh em. 3,5 triệu một cái nha. Đường kính của nó là khoảng 59-60 nha. Đó thì em đo khoảng thôi, bởi vì nó cái này đúng rồi, khoảng 59 anh em ơi, nó cũng chính xác luôn á, là 59 ha. Đó, đây là biểu tượng cowboy ha, nó tên là Rubens. Đó, bên đây cũng vậy luôn. Nói nhưng cái này là màu vàng đồng, còn cái này màu đồng đen. Rồi thì hai cái này đồng giá với nhau là 3,5 triệu một cái nha anh em. Đó, 3,5 triệu một cái. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là một cái mẫu khác nữa. Đây. Đó. Đây là một cái mẫu khác nữa nha anh em. Đó, cái này là tranh. Nó phía sau nó như vậy. Đó, mình nhìn là nó cái kiểu nó như vậy. Còn phía trước là như vậy. Nó có cái biểu tượng này là y như là trong một cái quầy rượu ha, hay là trong cái gia đình gì đó, có bốn người ngồi ở trên bàn với nhau ha, người bưng nước rồi hai người ăn uống nói chuyện hút thuốc gì đó nè. Đó, đây thì nó có những cái ghế vật dụng nè. Đó, cái hàng này của châu Âu cho nên nó tương đối chắc cũng rất là lâu rồi anh em. Đó, phía sau nó như vậy. Nó bằng kim loại, có thể là bằng đồng hoặc sơn màu đồng gì đó nha anh em, nhưng mà nó đẹp lắm. Đó, cái này anh em treo lên tường cũng rất là đẹp nha. Rồi, để cái này em đo kích thước cho anh em luôn. Đó, cái này là chiều ngang là 51 nha anh em, còn chiều cao nè, nó chiều cao là khoảng 60, 51 nhân 60 nha. Đó, những cái này mình treo lên tường nhìn nó rất là đẹp luôn anh em. Rồi, cái này nó bằng kim loại, nguyên một tiếng miếng kim loại luôn á, dập cũng rất là dày nha. Đó, còn mặt sau thì nó hàn vô trong cái khung sắt.
Rồi, ok anh em. Rồi, cái tranh này thì bên em, đó, cái tranh này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu 6 nha anh em. 3 triệu 6 nha. Đó. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên tiếp cho anh em một cái mẫu nữa. Đây. Đó, đây là cái mẫu này á, là có thể là của cái ông Hoàng gì đó, vua, có thể là của vua nha anh em nhìn vậy thôi. Ở phía sau thì nó có cái số La Mã ha. Đó, đây là mặt sau nè, còn đây là mặt trước nè. Đó, này nó có ghi rõ ra là năm 1515 nha anh em. Nè, 1515 nè, 1515. Đó, đây. Đây là cái viền ha. Rồi thì cái này á, xung quanh của nó ha, là nó có những cái thiên thần ha, thiên thần thổi kèn hay cái gì đó anh em ha. Đó, cái hoa văn. Còn ở đây, trong đây là cái ông này, có thể là ông vua anh em ha, có thể là ông vua. Dạ, ở đây á, nó có ghi là chữ T hay chữ F gì nè, F2 gì nè. Đó. Còn cái này á là 51515. Rồi, thì cái này em sẽ đo cái đường kính cho anh em luôn nha. Rồi, đường kính của cái này nha, đường kính của cái này là 63 nha anh em. Đường kính là 63 nha. Đó, đây là mặt trước, còn đây là mặt sau nha. Đó, cái này nhìn nó rất cổ rồi anh em. Nhìn rất cổ rồi. Rồi, ở đây có cái móc luôn nè. Thật ra là móc cũng không quan trọng hả, có thì gì anh em treo, còn không có thì về nhà mình tự mình làm cái móc là mình treo thôi. Đó, đường kính là 63 nha anh em. Rồi, cái tranh này thì bên em đang bán với giá là 4 triệu nha anh em. Đó, cái tranh này là 4 triệu nha. Cái này thật ra nó là cái mâm tranh ha. Nó bằng kim loại. Đó, anh em treo lên nó nhìn nó đẹp lắm. Rất đẹp. Em treo lên nè, em để xa xa ra cho anh em xem nè. Đó, nhìn đã lắm. Rồi, anh em quan tâm cái nào thì cứ chụp màn hình lại gửi em nha. Rồi, tiếp theo còn một cái nữa. Cái này nó cũng rất là đẹp luôn. Cái này là đây. Cái này là nhân vật gì đây? Bavio RV Ben. Đó, cái này là tên của châu Âu anh em ơi. Đó, cái tranh này thì tương đối nó rất là đẹp. Đó, cái này là nó dập nổi anh em. Đó, phía sau, đây là phía sau nè. Đó ha, đây là phần phía sau, còn đây là phần dập nổi phía trước nè. Nó nhìn nó rất là sắc sảo luôn anh em. Rồi thì cái tranh này em cũng đo cái đường kính cho anh em luôn nha. Rồi, đường kính của cái này là 64 nha anh em. 64cm nha. Đó, cái này thì nó còn rất là sắc sảo, rất là đẹp luôn nè. Mà cái này em nghĩ là anh em mình trang trí mình trưng 5, 10 năm, 20 năm gì đó, thậm chí hơn, nó cũng vẫn vậy thôi. Đó, rồi, ok. Cái này là đường kính như em mới đo ha, 63 ha. Đó, đường kính như em mới đo 63cm nha. Rồi, cái tranh này thì hiện tại đang bán với giá là 6 triệu nha anh em. 6 triệu nha. Đó, cái này á, là những cái tranh, cái mâm tranh này á, bằng kim loại hết. Hồi nãy giờ em quay là đều bằng kim loại và nhập từ châu Âu về nha anh em. Đó, nhập từ châu Âu về. Đó, rồi, ok, anh em nào quan tâm tới cái mẫu tranh nào thì cứ vui lòng chụp màn hình lại gửi cho em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh chị em là một cái máy ha. Đây là cái máy bào đá nha anh em. Đó, đây là cái máy bào đá của thương hiệu là Hurum nha. Đó, đây. Đây là máy bào đá của thương hiệu Hurum Hàn Quốc nha. Rồi thì cái này là nó sử dụng được cái nguồn điện là 220V luôn nha anh em. Đó, thì cái máy bào đá này bây giờ nó bào đá rất là nhanh và cực kỳ tiện lợi luôn anh chị em. Chỉ việc là mình ghim nó vô điện rồi bật công tắc lên là xài thôi. Rồi, công suất của nó là 500W nha anh em. Đó, thì cái con này á, nó đây cho anh em coi tổng thể của nó ha, khá là đẹp nha. Rồi, tình trạng thì chưa qua sử dụng và đi kèm nó có cho mình một cái khay đựng đá ha. Cái này là cái thố đựng đá bằng inox nha. Rồi thì bây giờ em sẽ test thử cái khả năng nó cho anh em mình coi để anh em mình hình dung được nha. Rồi thì cái này là cái gọng dây điện, mình chỉ việc là mình mở ra.
Đó đây. Đó, khi anh em mua về chỉ việc ghim vô trong điện là điện 220 là mình xài thôi. Thì có thể là mình bào nước đá để mình uống siro đá bào, hoặc là những anh chị em mà bán nước kinh doanh nước rồi ha. Đó thì mình sử dụng cái máy này rất là ok nha. Rồi chỉ đây. Đó đây, công tắc thì bật lên đây thôi ha. Khi mà mình bật công tắc á, thì mình đè xuống là máy sẽ tự động chạy nha. Còn mình mở lên là máy tự động tắt. Đó, nó cũng như là cái rờ le đè thôi, nó rất là dễ dàng. Rồi thì bây giờ ở đây em có miếng đá nè, em sẽ bào nước đá tích tắc cho anh chị em mình xem luôn nha. Rồi nè, em bỏ đá vô nè, 1 viên 2 viên 3 viên. Rồi em sẽ bào thử cho anh em mình coi cái thời gian nha. Đó. Rồi, anh chị em thấy không? Nó em bào ra chưa tới là 3 giây nữa. Đó là xong rồi ha. Đây, em bỏ thêm mấy viên nữa đi. Đó. Rồi, ok. Đó anh chị em thấy không? Chưa tới 5 giây nữa là em đã bào xong là một cái thố đá bào như vậy rồi. Nó cực kỳ mịn luôn nha. Cái này mà uống siro đá bào hay là uống nước chanh hay là uống những cái loại nước trái cây mà sử dụng đá bào á, thì bao tuyệt vời luôn nha. Đó, cái này là uống nước ngon, thậm chí anh em uống xì tin anh em bỏ cái này vô cũng rất ngon nữa. Rồi thì ha, khả năng hoạt động của nó thì siêu nhanh như vậy luôn. Cái này em nói luôn là gia đình nào cũng cần ha. Ở trong đây nó có cái lưỡi kép nè, cái lưỡi đôi nè, nó chỉ cần mình đè xuống là tự động nó chạy. Đó, nó rất là hay ho luôn nha anh em. Còn những anh chị em mà mình kinh doanh nước hay là nó siro đá bào gì đó thì cái máy này quá tiện lợi rồi. Rồi thì cái máy này bên em đang bán với giá là 750k nha. Đó, tình trạng là chưa qua sử dụng luôn cho anh em mình luôn nha. Giá 750 nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm tới mẫu mà máy bào đá thì inbox cho em nha, 750k. Nói về lại cho anh em là một cái lô than. Đây là cái than 2m3, tức là than rút chữ Y 2m3. Đó, thì bây giờ em mở thử cho anh em mình coi luôn. Cái than này á, thì thật ra là ở bên Nhật, ở bên nước ngoài người ta dùng để mà leo lên trên nóc xe đó anh em. Thường là người ta hay có cái bộ liều trại mà để trên xe bán tải đó. Đó thì người ta sẽ có cái than này để người ta gá lên trên liều trại để mà người ta leo trên nóc xe nha. Rồi thì cái than này á, thì nó kích thước của nó là chỉ có là 2m3 thôi. Cho nên nó sẽ rất là nhẹ nhàng cũng như là tiện lợi để di chuyển nha anh em. Đó, em có thể cầm một tay lên cho anh em coi luôn nha. Rồi thì cái này rút thẳng lên 2m3 thôi, đơn giản là y như cái than thẳng này nè. Mình rút lên là mình gá lên tường thôi, hoặc là mình gác lên chỗ nào á mình muốn leo trèo lên nha. Rồi bây giờ em mở thử cho anh em coi luôn nè. Nó chỉ cần mở cái này ra thôi, nó thì rút lên thôi. Đó, nó rất là nhẹ nhàng, ai cũng sử dụng được nha anh chị em. Đó, than nhôm của Nhật, than rút nhôm của Nhật. Rồi, rất là tiện lợi luôn. Rồi thì xài xong rồi anh chị em mình á, ấy xuống thôi, xài xong chị chỉ việc bóp cái này thôi. Đó, nó sẽ tự hạ xuống cho mình thôi. Rất là tiện lợi nha anh chị em. Rồi, cái than này rất kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ đa dụng luôn. Nhưng mà nó chỉ được 2m3 thôi nha. Cho nên anh em mua thì phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình là ok. Rồi, cái này bên em đang bán với giá là 890.000 nha anh em. 890.000 một cái than rút của Nhật nha. Đó, rất là xịn sò cho anh em mình luôn. Nó em về được cho anh chị em được là một cái bình nha. Đây là cái bình bình bông của Nhật nha anh em. Cái bình này á thì nó bằng gang nha. Nó có thể bằng gang hoặc bằng nhôm gì đó. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đó, cái này thì trang trí theo cái phong cách cổ nha, bình cổ. Đó thì cái bình này nó rất là đẹp, rất là nặng. Nó bằng gang hay bằng nhôm cho nên nó cũng sẽ không có bị bể vỡ như là những cái bình bằng sứ nha. Rồi thì cái bình này cũng khá là đẹp luôn. Em đo sơ cho anh chị em mình coi cái chiều cao của cái bình này nha. Chiều cao của cái bình này là khoảng là 22cm nha. Còn về phần cái miệng của cái bình này thì khoảng là 7cm. Rồi, 22 x 7. Còn cái phần bầu này thì không có đo được, nó hơi to. Đó, cái bình này thì nhìn nó rất là cổ, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, nhìn rất là cổ, rất là đẹp luôn nè. Rồi thì cái bình này thì bên em đang bán với giá là 1.2 triệu nha anh em. 1.2 triệu. Đó, anh em mình quan tâm tới bình này thì inbox giùm em nha. Tiếp theo thì ở bên đây, đó, nay em về lại được cho anh em là cái bộ cờ tướng nha anh em. Đó, đây. Đây là cái bộ cờ tướng rất là đẹp, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Đó, thì em về được 2 bộ nhưng mà đã có khách chốt hết 1 bộ rồi, thì chỉ còn 1 bộ thôi. Đó, thì đây là cái bộ cờ tướng. Đó, anh em mình nhìn đó là mình thấy rồi ha, rất là đẹp ha. Ở đây là nó có cái bàn cờ ha, nó bằng da, rất là đẹp.
Rồi tiếp theo á, thì ở trong đây nó những quân cờ là nằm ở trong đây đó. Những quân cờ này rất là đặc biệt anh em, nó rất là đẹp, nó làm bằng kim loại, nó làm bằng kim loại, bằng đồng ha, rất là đẹp luôn nè anh em. Nó đồng chạy CNC rất là đẹp ha. Rồi thì cái này á, đó, nặng lắm nha anh em. Thường khi mình đánh cờ tướng, trong cái lúc mình đang đánh, mình ăn được cái quân cờ của đối phương mình hay cầm trên tay, thì những cái mà quân cờ như vậy mình cầm trên tay mình cảm giác rất là đã, rất là xịn, nó nặng lắm nha anh em. Đó, rồi thì cái này á, rồi em lấy em đặt trên bàn cờ cho anh em mình xem luôn. Đó, đây, đặt trên bàn cờ nó rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái bộ cờ tướng này ha, nó anh em mình mua mà mình để trưng bày, sưu tầm, biếu, tặng, nó rất là hay nha. Có nhiều khi tặng cho mấy ông bạn ở quê hay là nó những người lớn tuổi ha, những cái ông bác lớn tuổi thì rất là quý những cái này nha. Đó, cái này chiều ngang của nó là 43cm nha anh em. Còn chiều dài của nó là 46.5. Nó 43 x 46.5. Đó, rất là vừa vặn để anh em mình có thể để lên nha. Rồi, em thử em để vài quân cờ lên cho anh em mình hình dung cái kích thước của nó nha. Đó, khá là đẹp nha. Rồi, rất vừa vặn để chơi luôn nha anh em. Đó, cái này á là nó làm, nó CNC bằng đồng, bằng kim loại. Nhìn nó rất là nặng, rất là xịn. Rồi, phía sau nó có cái khay này để cho mình để vô ha. Khi mình chơi xong thì mình để vô, mình chỉ việc đẩy lại thôi. Rồi, thì cái bộ cờ tướng này á, khi mà anh em xài xong thì mình chỉ việc là khóa lại, xách đi. Nó rất là xịn nha anh em. Đó, nó rất là xịn, rất là nặng luôn. Đó, bằng da, rất là xịn, rất là nặng. Thì cái này nó nặng tới 5,5kg nha anh em. Đó, cái bộ này nó nặng tới 5,5kg cho nên nó rất là xịn sò ha. Đó, làm quà biếu hay này nọ rất là ý nghĩa nha. Rồi, cái bộ cờ tướng này thì bên em đang bán với giá là 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu nha. Đó, anh em nào mình quan tâm thì mình inbox giùm em. Rồi, tiếp theo thì ở đây em còn một cái con máy mài gốc nha anh em. Đó, đây là cái con máy mài gốc của Daewoo 60V không than. Thì cái con này được xem là cái dòng máy mài gốc pin cầm tay mà mạnh nhất hiện tại luôn nha anh em. Đó, con này là hàng hàng Mỹ nha anh em. Em nhập bên Mỹ về. Đó, khá là ok. Tình trạng của nó còn khoảng 90% nha. 90-95% như em quay như vậy á. Rồi, cái thông số của nó thì nó sử dụng cái lưỡi là 115 nha anh em. Đó, lưỡi 115. Rồi, thì tình trạng là như vậy, cò là cò bóp nha anh em. Rồi, con này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu nha. Rồi, cái thân máy là 3 triệu nha anh em. Đó, anh em nào mà mình có pin của Daewoo 60V ha, thì chốt con này rất là ngon nha. Dạ rồi, thì bây giờ ở đây em lên tiếp cho anh em là cái mẫu máy chạy bộ nha. Cái này là cái xe đạp thể thao ở trong nhà. Đó, thay vì mình phải đạp ra ngoài đường á, thì một số anh em sẽ ngại bụi bẩn hay là nguy hiểm gì đó. Đó, thì mình đạp tại nhà thì khá là an toàn. Cũng như là những cô chú bác lớn tuổi ha, nó mình đạp xe mỗi ngày mình đạp khoảng 15-20 phút thôi là cái sức khỏe của mình sẽ cải thiện rất là tuyệt vời nha. Rồi, thì bây giờ á, ở đây em sẽ báo giá từng con cho anh em mình luôn đi. Trước tiên là cái con màu trắng này nha anh em. Thì tình trạng chung của những con này á, thì nó là sẽ là như vậy. Đó, cái phần yên của nó anh em thấy không? Nó cái yên này á, là mình có thể là tăng lên hạ xuống này. Cái phần này mình xả con ốc này ra, mình tăng lên hạ xuống, tức là mình tăng được chiều cao. Còn cái phần này mình có thể đưa ra đưa vô được ha, là tăng được cái khoảng cách khi mình ngồi. Thì mình cứ lên rồi mình chỉnh như thế nào đó là phù hợp cho mình là được nha. Thích hợp cho anh em mà từ khoảng từ 1m3 cho tới là 1m8, 1m9 vẫn ngồi được nha. Rồi, khá là ok luôn nha. Rồi, cái thứ hai nữa là ở đây nó có một cái đồng hồ. Nó cái đồng hồ này là đồng hồ hiển thị nha. Ví dụ như là hiển thị cái thời gian mình chạy nè. Đó, cái lượng calo mình đốt nè. Rồi, cái quãng đường mình chạy nè. Nó khá là hay luôn nha anh em. Rồi, ở đây nó có cho mình một cái trắng nữa. Thì phần này thì nó có y như mình đặt được cái điện thoại hay cái iPad gì trên đây ha. Vừa chạy vừa nghe nhạc hay gì đó. Khá là ok. Còn về cái phần chân đạp của nó ha. Chân đạp là nó có cái này chống trượt luôn nha anh em. Rồi, thì đại khái còn ở đây thì cái thanh này là anh em điều chỉnh cái độ nặng. Khi mà mình chạy á, càng ngày rồi mình cảm thấy là mình chạy cái trớn nhẹ quá rồi nó không có ăn thua nữa thì mình cứ siết lại để mình chạy nặng hơn. Đó, y như là mình tải nặng thêm vậy đó. Rồi, thì cái con màu trắng này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu 2 nha anh em. 3 triệu 2. Rồi, con màu đỏ này thì cũng như nãy giờ cũng như cái con màu trắng thôi.
Nó nhưng con màu đỏ này thì nó làm chất lượng hơn nha anh em. Con này thì giá của nó là 3 triệu rưỡi nha. Đó, 3 triệu rưỡi. Rồi, nó em coi cho anh em coi sơ luôn ha. Con này thì phần trên đây nó có hai cái thanh này để anh em để nước ha. Mình có thể để được cái ly nước ha, một cái chai nước, một cái chai quay hay chai gì đó để anh em tập luyện thể dục ha, rất là ok. Nó còn về cái tay cầm thì mình có thể mình cầm ở đâu cho nó phù hợp ha. Rồi, ok, con màu đỏ này thì giá là 3 triệu rưỡi nha. Và tiếp theo nữa, ở đây em còn một cái con cao cấp hơn thì cái con này là con màu vàng. Đó, con màu vàng này thì giá là 4 triệu 7 nha anh em. Đó, nó cũng như cái con kia thôi. Em quay thì em muốn quay cho anh em thấy hết cho nên em quay xa ra, chứ nếu như quay gần nó rất là to nha anh em. Nè, em đặt bàn tay vô nè. Anh em nhìn bàn tay của em mà mình hình dung cái con này bao lớn nha. Đó. Đó, khi dù em quay xa ra để anh em thấy hết thì em đứng xa thì mình thấy nó như vậy mình không hình dung được. Nhưng nó đặt bàn tay vô thấy ha. Rất là to nha. Rồi, con màu vàng này thì giá là 4 triệu 7 nha anh em. Đó, giá là 4 triệu 7 nha. Rồi, anh em mình quan tâm cái mẫu xe đạp thể thao nào thì cứ ở trong nhà thì cứ inbox hoặc điện thoại qua cho em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây, đó, nay em về được thêm một con máy may nữa cho anh em mình luôn nha. Đó, đây, máy may rất là xịn sò, hàng châu Âu cho anh em mình luôn. Rồi, thì cái máy may này ha, là cái thương hiệu của nó là hiệu Vega. Đó, rồi, cái này là hiệu Vega nha anh em. Đó, cái dòng máy may cổ rất là xịn sò cho anh em mình luôn, để thích hợp để trang trí decor ha, hoặc là để sưu tầm nha. Rồi, thì cái máy may này á, đó thì anh em thấy ha, nó còn hoạt động khá là ok nha. Đó, rồi thì cái máy may này anh em biết rồi ha, cái đời này là cái đời quay tay. Đó, quay tay là cái đời đầu nha anh em. Cái đời quay tay này á, là cái đời thường là khoảng năm 1950 cho đến năm 1960 nha. Nó cái dòng Vega mà quay tay này thì thường ở trong cái khoảng thời gian đó. Đó, rồi chạy còn khá là ngon ha. Rồi, ở đây nó có cho mình là một cái ngăn để cho mình bỏ ba cái kim chỉ vô bên đây nha. Rồi, còn ở đây mặt dưới nó thì rồi đó, còn rất là đẹp. Nói chung nó nồi đồng cối đá anh em ơi, khá là đẹp nha. Rồi, em quay sơ qua cái mặt gốc này cho anh em mình coi luôn. Rồi, thì trong cái lô mà hàng châu Âu vừa về này của em chỉ có một con duy nhất thôi nha. Đó, chỉ còn một con duy nhất máy may như vậy thôi. Đó, đây, khá là đẹp nha anh em. Đó, thì thường á là cái dòng quay tay này là cái dòng đầu tiên. Đó, sau đó người ta mới xài tới là cái đạp chân, rồi sau đó mới là sử dụng điện. Đó, cho nên là cái dòng này á thì nó là đời đầu, nó rất là hiếm. Rồi, thì cái con này thì anh em thấy ha, trước tiên anh em thấy ha, cái đế bằng gỗ còn rất là đẹp nè. Rồi, thì cái dòng này thì có luôn cho anh em một cái nắp ha. Đó, nó có luôn cho mình một cái nắp thùng như vậy để mà mình để vô á. Rồi, thì cái này thì bên em đang bán với giá là 6 triệu nha anh em. Đó, rồi, còn một con cuối cùng cho anh em luôn, giá 6 triệu nha. Thích hợp để anh em trưng bày decor sưu tầm nha. Rồi, anh em nào quan tâm tới mẫu máy may này thì vui lòng inbox cho em nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái body của cái loa nha. Đây là loa Bluetooth của Ryobi. Đó, thì dành cho những anh em mà xài hệ pin của Ryobi thì mình mua cái loa này nha. Đó, cái body này là chỉ là cái thân máy thôi, chưa gồm pin sạc nha. Thì cái này bên em đang bán với giá là 500k nha anh em. 500k một cái thân máy chưa gồm pin sạc nha, Ryobi nội địa Úc nha. Rồi, tiếp theo thì ở dưới đây có một cái loa lớn hơn. Cái loa này thì âm thanh cũng rất là hay, hai loa nha, mà nó cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đó, thì anh em biết rồi, những cái loa của mà công cụ dụng cụ á thì cái thứ nhất là nó sẽ có độ chống nước, và cái thứ hai nó sẽ rất là bền, nó chống va đập luôn, cho nên anh em xài nó rất là bền nha. Đó, đây, cái này thì bên em đang bán với giá 1,6 triệu nha anh em, 1,6 triệu nha. Còn đây là cái máy quét quạt pin của Ryobi 18V luôn, xài chung hệ pin với cái loa vừa rồi luôn nha. Rồi, cái này pin thì có ở đây nó có mấy cái cấp độ nè. Rồi, có cho mình là hai cấp độ thứ nhất và cấp độ thứ hai ha. Còn trên đây thì đầu này mình có thể là đưa lên đưa xuống các thể loại luôn. Thì cái này thân máy của nó thôi là cũng là 1,9 triệu nha anh em. Đó, cái máy quạt này thân máy 1,9 triệu, còn cái loa này thân máy 1,6 triệu, còn cái loa nhỏ trên đây là thân máy 1,5 triệu nha. Thân máy là chưa gồm pin và sạc nha anh em. Anh em nhìn là thấy rồi, đây là một cái bộ dao của Nhật rất là xịn sò luôn. Rồi, trước tiên thì em cầm lên cho anh em xem, đây là cái con dao sashimi nha.
Đó, đây là dao sashimi. Cái này là ba con này là nó của thương hiệu là Takayuki nha. Đó, hàng nội địa Nhật anh em biết rồi. Bên Nhật người ta sử dụng nó để lóc cá hồi hoặc là làm sushi gì đó. Đó, nó rất là bén, nó dài cho nên nó rất là tiện lợi, tiện dụng nha. Rồi thì ví dụ như là ở Việt Nam mình có thể mua để mình lóc thịt hoặc là sắc trái cây, nó những trái dưa hấu hay là cái gì đó. Nói chung mình cần thái, cắt rau củ quả gì đó, cần một con dao như vậy thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu cho mình. Rồi cái này tổng cái chiều dài của nó từ cái cán lên tới cái mũi là 40cm nha anh em. Từ cái cán lên tới cái mũi là 40cm nha. Tình trạng là chưa qua sử dụng nè, anh em nhìn những cái chi tiết của nó ha, cực kỳ đẹp luôn anh em. Rồi nó cái con này bên em đang bán lẻ với giá là 290k nha. 290k một cái dao sashimi này nha, made in Japan luôn. Rồi tiếp theo tới con dao thứ hai là con này là con D3. Đó, đây là cây dao D3 trung nha. Cái cây trung này thì cái độ dài của nó là khoảng 31cm nha. Đó, độ dài là khoảng 31cm là dao D3 trung nha anh em. Đó, cũng của thương hiệu là Takayuki luôn. Cũng rất xịn, rất là đẹp nha. Cực kỳ dày nha anh em. Đó, đây. Rồi, con này bên em đang bán với giá là 350k nha anh em. 350k. Rồi, tiếp theo tới cái con D3 lớn. Đó, con D3 lớn này dày, siêu dày luôn nha anh em. Nó rất là dày nha. Con D3 lớn này thì tổng chiều dài của nó là 35cm nha anh em. Tổng chiều dài là 35cm cho cái con D3 lớn này. Rất là to nha. Đó. Để thắt, cắt thái rau, củ quả, thịt thà gì đó. Rất là ok. Đó, anh em nhìn cái chi tiết hoàn thiện của nó là mình đã thấy rất là chất lượng rồi nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Rồi, con này thì bên em đang bán với giá là 400k. 400k nha anh em. Rồi, nếu như anh em nào mà mình mua cả bộ gồm 3 cây như vậy. Đó, 3 cây như vậy thì em sẽ bao ship cho anh em nha. Đó, cả bộ 3 cây thì em sẽ bao ship. Còn nếu như anh em mua lẻ thì ví dụ cái con này là 290, con này là 350, con này là 400 nha. Rồi, ok anh em ơi. Bây giờ em lên tiếp cho anh em là một cái đèn năng lượng mặt trời ha. Đó, thương hiệu của Zindian, chính hãng Zindian nha anh em. Rồi em mở thử cho anh em coi cái đèn này luôn. Có đèn năng lượng mặt trời này á, thì anh em cứ mình đem treo ngoài nắng, rồi là ban đêm tự động là nó sáng lên cho mình thôi, không có cần tốn tiền điện sau này cho mình luôn nha anh em. Rồi, đi kèm có sách hướng dẫn rồi đầy đủ ha. Remote nè. Đó, mấy cái bát để cho mình bắt vô tường, tức là mình mua về mình chỉ đi việc lấy mấy khoan mình khoan thôi. Rồi, anh em thấy không, cây đèn rất là đẹp nha. Cái này là GD, mã GD 369 nha, chống nước được là IP66 luôn nè. Đó, anh em coi chống nước được IP66, nhìn thiết kế cực kỳ đẹp nha. Rồi, có đầy đủ bát này luôn nha, với là cái cây thanh nói này nè, để anh em mà mình gắn lên treo, gắn lên tường nha. Đó, mặt trước. Rồi, còn mặt sau và cái tấm pin nằm dưới đây nha anh em. Đó, tấm pin tương đối rất là lớn nha. Rồi, em đo sơ cái tấm pin, cái cây đèn trước đi cho anh em đi. Em đo sơ cái cây đèn cho anh em nè. Rồi, chiều dài của nó là 40 nha, cái mặt đèn thôi nha. Rồi, cái chiều rộng của nó là 21 nha, 40 x 21 nha. Rồi, còn cái tấm pin. Đó, chiều dài 54, chiều rộng của nó là 35. Đó, anh em thấy không? Những cái này thì mình xài rất là ok nha. Anh em mua về chỉ việc mình lắp lên thôi là mình khoan lỗ, mình gắn lên tường được rồi. Đó, thiết kế rất là đẹp ha, chống nước IP66 nha, tức là anh em để ngoài mưa ngoài trời đều thoải mái nha. Rồi, ok, thì cái này á, thì giá của cái cây đèn này là 1.2 triệu nha anh em. Đó, giá trọn bộ của nó luôn, trọn bộ của nó là 1.2 triệu nha. Zindian chống nước có kèm nè, remote này đầy đủ cho anh em luôn nè. Đó, rồi ok anh em ơi, ai quan tâm tới đèn năng lượng này thì inbox cho em. Rồi, tiếp theo thì em qua tiếp cái tủ treo. Đây là tủ treo tường CSBS nè. Đó, tủ này là tủ treo lên tường nha anh em. Đó, mình nhìn vô là mình thấy người ta treo lên và người ta mắc những cái công cụ, dụng cụ nè. Thí dụ như cái máy khoan thì để chống ngược lại luôn nè anh em ha. Rồi, cái trên đây thì để được một số máy nè. Nó có 3 ngăn nè, dưới bên hông nó cũng có cái ngăn nè. Rồi, thì cái tủ này á, em mở sơ cho anh em coi đi. Cái này giá bên hãng đang chiết khấu rất tốt nha anh em. Rồi, em sẽ khui ra cho anh em luôn. Rất ok. Nếu như anh em chưa có một cái tủ nào thì mình có thể mua cái tủ này để treo lên tường cho gọn. Và thậm chí mình có nhiều cái tủ rồi, mình vẫn có thể mua cái tủ này để treo lên trên những cái tủ khác luôn.
thì lại càng rất là đẹp nha anh em. Đó. Đây. Quá là đẹp luôn anh em ơi. Đây nè, đó, cái này là anh em treo máy khoan ha, cho mấy cái máy khoan anh em treo nè, nếu treo ngược lại như vậy nè, rất là đẹp nha. Rồi ở đây nó có cho mình cái ngăn luôn nha, những cái ngăn này anh em mua về anh em để vô trong đây nè. Nó là nó chia thành được là 2-3 ngăn luôn nha. Anh em thích để cái gì thì anh em để nha. Rồi còn bên đây nó có những cái lỗ này cho mình để mình gắn những cái móc lên á, đặng mình treo thêm đồ nữa. Rồi còn cái này là anh em có thể lòn dây điện vô để anh em đi bóng đèn hay đi cái gì ở trong đây luôn. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em, màu đen nhám cực kỳ đẹp luôn nè. Rồi thì cái tủ này á, bên em là đây nè, nó có cái chiều dài, chiều kích thước, chiều dài của nó là 76,5 nè, chiều cao là 50 nè, chiều rộng là 30 nha anh em. Nó tải trọng được là tới 125kg và bảo hành 2 năm. Đó, cái này là thương hiệu chính hãng CSBS nha. Đó, cái này là thương hiệu này là bên Mỹ là người ta xài rất là nhiều luôn. Mình người Việt Nam mình may mắn cái là CSBS nó sản xuất qua thị trường Mỹ, nhưng mà nó sản xuất tại Việt Nam, cho nên là mình muốn xài những cái đồ của bên Mỹ người ta đang xài với giá của Việt Nam. Đó là nó rất là may mắn. Chứ nếu như bình thường mà nó sản xuất ở một quốc gia khác hoặc là Mỹ mà nó ký độc quyền á, là mình muốn mua lại là mình phải nhập trực tiếp bên Mỹ về. Nội là cái thùng này không anh em nhập bên Mỹ về là anh em đã thấy mệt rồi. Rồi thì đại khái em nói là nó được cái là nó sản xuất tại Việt Nam, cho nên nó giá rất là tốt cho người Việt mình luôn. Cực kỳ đẹp nha. Cái này thì giá của công ty đang rất là tốt luôn, chỉ còn 1,4 triệu thôi nha anh em. Đó, giá chỉ còn 1,4 triệu một cái tủ CSBS như vậy nha. Đó, tình trạng là mới chưa có qua sử dụng gì luôn nha. Rồi đầy đủ sách vở, rồi đây nó có mấy cái con ốc cho tắc kê cho mình bắt mình gắn luôn. Rồi ok, anh em nào mà mình quan tâm cái tủ này thì inbox nhắn tin liền cho em luôn nha anh em. Anh em lên lại cho anh chị em mình là một cái lô bay nha. Đó, một cái combo 3 cái cây bay như vậy, nó gồm một cái cây mỏ tròn nè, cây tròn nè, cây mỏ nhọn nè và cây vuông nè. Đó, nó phù hợp các thể loại cho anh em luôn nha. Cây nhọn này mình có thể là trồng cây cũng được nha. Rồi thì cái này đó, đây. Đó, hàng nội địa Nhật cho anh em mình luôn nha. Đó, Japan. Rồi thì cái này á là cái cây tròn với cái nhọn là đồng giá với nhau là 70k một cây nha anh em. Đó, còn cái cây vuông này á là 90k. Rồi nếu như anh em mà mình lấy trọn bộ á ba cây này á thì là em bao ship cho anh em. Đó. Rồi hai cây này là 70k, mỗi cây 70k, còn cái cây này là 90k, anh em lấy trọn bộ ba cây thì em bao ship nha. Dạ rồi, ở đây thì nó nay em vừa về lại cho anh em là cái nón công trình nha. Đó, đây là nón công trình dành cho những anh em mà mình làm công trình ha. Nó mình đi công trình hoặc mình làm cái gì đó thì mình đội những cái nón này. Cái thứ nhất là nó vừa bảo vệ an toàn cho mình, và cái thứ hai nó rất là chuyên nghiệp nha. Những anh em mà làm hầu xây dựng rồi hang vô nhà đối tác đồ đội những cái này cũng rất là uy tín nha. Rồi thì cái này mình có thể làm nón bảo hiểm để mình đi ở ngoài đường cũng được luôn nha anh em. Cái này cũng khá là dày dặn nha. Đó, khá là dày dặn. Còn những cái dây đai của nó để mình đeo lên đầu mình á thì cực kỳ chắc chắn, cực kỳ xịn luôn nha anh em. Mà giá cực tốt luôn nha. Đó, một cái nón bảo hộ như vậy giá chỉ có 125k thôi nha anh em. Đó, 125k một cái nón bảo hộ cho anh em mình luôn. Rồi tiếp theo thì ở đây, đó, nay em lên lại cho anh em là một cái kéo ha. Đây là cái mẫu kéo cắt xương gà nha. Đó, đây là mẫu kéo cắt xương gà của Đức nha anh em. Đó, rồi thì anh em biết là ha, nó cắt xương gà nó cắt được những cái đồ cứng cứng ha, hoặc là anh em để trong bếp để mình có thể làm được những cái việc lặt vặt ở trong bếp nha. Rồi cái mẫu kéo này á, thì bên em đang bán với giá là 150 nha anh em, 150k một cái cây kéo như vậy nha. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là cái cưa đĩa của Stanley ha. Đây là cái cưa đĩa nhập bên Mỹ về nha anh em. Cái này có thể gọi là hàng nội địa Mỹ luôn nha, nhập bên Mỹ về. Thì cái con này công suất lên đến 1600W là anh em. Đó, con này nó nặng lắm, nó nặng 5kg mấy rồi. Một trong những cái dòng cưa đĩa chất lượng nhất em bán luôn nha. Đó, cái tình trạng nó thì anh em mình nhìn vô là mình thấy hầu như là bên nước ngoài người ta cũng chưa có sử dụng hoặc chỉ xài lướt thôi. Đó, còn lại khi mà vận chuyển rồi thì không có hợp thì tràn cấn trầy được thôi. Nhưng mà nó về cái tổng thể thì rất là cứng cáp, rất là chắc chắn. Ở đây khi về Việt Nam hắn đã bị cắt dây rồi nha anh em. Nó đã bị cắt dây điện rồi, anh em tự đấu dây điện vô nha. Thì cái này em cũng bán theo giá thanh lý thôi. Nó Stanley là thương hiệu chính hãng của Mỹ luôn nha anh em. Đó, thì cái con này là nó sử dụng cái lưỡi là lưỡi 185.
185 nha anh em. Thì khi mà gửi cho anh em sẽ tặng cho anh em thêm một cái lưỡi luôn ha. Đó, em sẽ tặng cho anh em cái lưỡi 190 luôn của Nhật, thì mình gắn vô cũng vừa luôn. Đó, rồi thì cái này giá bên em là 700k nha anh em, 700k đã cắt dây điện rồi nha. Đó, anh em nào quan tâm tới cái mẫu này thì em bóc cho em ha. Hàng này là chất lượng, rất chất lượng luôn, siêu nặng. Đó, mình cầm nặng tay là mình biết rồi. Rồi, ok, 700k nha anh em. Cái máy này á, là xông tinh dầu bù ẩm, tức là nó có thể bù ẩm hơi nước. Khi mà ví dụ ở trong phòng mình mà cái điều kiện nó khô quá thì nó có thể bù ẩm nè. Hoặc là mình có thể bỏ tinh dầu vô để cho nó xông tinh dầu, nó xông cái mùi thơm ra ở trong phòng nè, phòng làm việc, phòng khách hay nhà vệ sinh hay là các nơi mà mình muốn cho nó có mùi thơm. Đó, thì cái máy này rất là tuyệt vời ở chỗ đó. Thì em quay sơ cho anh em mình coi nha. Đây là một cái máy xông tinh dầu của thương hiệu là Lacidon. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, Lacidon, hàng nội địa Nhật. Cái này nó may mắn một cái là nó sử dụng được cái nguồn điện là AutoVol, tức là sử dụng điện được từ 100 cho tới là 220 luôn. Đó, thì nó rất là dễ dàng sử dụng nha. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ cho anh chị em mình xem thử, cũng như là cái em đo sơ cái kích thước cho anh chị em mình luôn nha. Đó, trước tiên thì đây, đây là tổng cái chiều cao của cái máy xông tinh dầu này, cái máy bù ẩm này. Thì nó cao tối đa là 64cm nha anh chị em, 64cm nha. Đó, còn về cái đường kính của nó nè, bởi vì nó hình tròn cho nên là nó có cái đường kính là 23, hơn 23 ha, khoảng tầm 23.5 á. Đó, 23.5 nhân cho 64. Rồi thì nó cấu tạo bằng những cái lớp mà lắp ghép lại với nhau. Ví dụ như trên đây em mở ra thì em thấy nó có một cái ngăn này. Đó, cái ngăn này em đã bỏ nước vô rồi. Thì thật ra là bỏ nước vô là em bỏ cái ngăn dưới đây. Đó, đây, cái ngăn nước tổng thể là dưới đây nè. Đó, một cái bình này cái thể tích của nó tới 16 lít nha anh em. 16 lít cho nên là khi mỗi lần mình đựng nước được nhiều á, thì mình sử dụng rất là lâu, mình mới phải châm nước. Đó, nó hay ở chỗ đó. Rồi, còn nguồn điện của nó thì điện của nó là điện từ 100 cho tới 220. Cho nên là anh em có thể là mình để được, mình sử dụng cái nguồn điện rất là linh hoạt nha. Đó, từ 100 tới 220. Hàng cái thể tích của nó này là 16 lít nè. Đó, anh em thấy tiếng Nhật nha. Rồi, 16 lít thì khi mà cắm điện vô á, thì anh em chỉ việc ở đây có nút on off nè. Mình bấm vô. Rồi, bắt đầu là nó phun ra thôi. Thì anh em thấy cái lượng hơi của nó nè, nó ra rất là nhiều luôn nha anh em. Đó, đây. Đây là cái lượng hơi nó ra rất là nhiều. Ở đây của em nó hơi rộng cho nên anh em sẽ không thấy đồ rõ. Không biết anh em có thấy rõ không ta. Đó, đại khái nè. Em quay cho anh em coi ha. Đó, cái lượng hơi của nó phun ra rất là nhiều luôn. Và ở đây mình có thể chỉnh được nè, anh em có thể chỉnh được độ ẩm nè, hẹn giờ nè, cũng như là cái công suất, ví dụ vậy ha. Đó, mình có thể chỉnh độ ẩm nè, thấp hơn, cao hơn gì đó ha, nước 1, nước 2 gì đó ha. Rồi, mình mở lại lên. Đó, anh em thí dụ mà cái nhu cầu của anh em mình tới đâu thì mình về mình set mình chỉnh thôi ha. Đây nè, nó cái lượng hơi ra rất là nhiều. Bởi vì khi mà anh em mà ở trong phòng khách đồ á, thì những cái máy phải xông tinh dầu mà cỡ lớn á, thì nó mới đáp ứng được cái nhu cầu của mình ha. Hoặc là ở trong nhà vệ sinh rồi đó. Nó rất là ok nha anh em, cực kỳ đẹp, cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Rồi, cái máy xông tinh dầu bù ẩm này thì bên em đang bán với giá là 1.1 triệu nha, hàng nội địa Nhật 1.1 triệu. Tình trạng thì chưa có qua sử dụng nha. Nó tình trạng thì nó còn rất là đẹp, nó chưa có qua sử dụng. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là hai cái mẫu đồng hồ treo tường nha. Đó, đây là hai cái mẫu đồng hồ treo tường cũng khá là đẹp luôn, dành cho anh em decor hoặc là trang trí gì trong nhà mình ha. Thì ở đây nó có hai cái dòng, tức là một cái thì nó hiển thị là số La Mã, một cái là nó hiển thị số chữ số nha. Rồi, cái này á, là cái đường kính của nó là khoảng là 30 nha anh em. Đó, đường kính của nó là 30. Rồi, tình trạng của nó thì còn rất là ngon lành, anh em mua về chỉ việc là mình bỏ pin vô là mình xài thôi nha. Đó, nó cục pin cũng khá là thông dụng, nó pin thông dụng nha. Rồi thì cái này nó sử dụng kim trôi luôn nha anh em, tức là kim trôi nó chạy nó sẽ không gây tiếng ồn nha. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 245k một cái nha anh em. Đó, 245k một cái đồng hồ treo tường như vậy nha. Dạ rồi, ở đây thì em có cho anh em là hai cái mẫu máy sấy tóc nha anh em. Đó, đây là hai cái mẫu máy sấy tóc rất là xịn sò mà giá cực kỳ rẻ luôn cho anh em mình nha. Đó, thì ở đây nay em còn vài con thì em thanh lý luôn cho anh em ha.
Rồi cái con này á, thì cả hai con nó đều giống nhau ở chỗ nó có hai cái cấp độ gió nè, cũng như là hai cấp độ nóng nè, nóng nhẹ và nóng mạnh nè. Đó, điện là điện 220 luôn anh em. Cái con màu đen này thì giá của nó là 130k. Còn cái con màu xanh này á, đó, con màu xanh này thì nó sẽ chất lượng hơn, giá của nó là 170k nha anh em. Đó, hai con này thì xài rất là ngon luôn nha. Đó, mẫu máy sấy tóc giá rất là bình dân luôn ha. Anh em mua một cái mình xài hoài luôn á. Rồi, rất là ngon. Chỉ có cái màu đen là 130, cái màu xanh là 170 nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây, đó, hàng nội địa Nhật về. Này, em về được một cái quạt nha. Cái này là cái quạt đeo cổ nha anh em. Đó, đây. Rồi, mở ra cho anh em xem luôn. Đây là cái quạt đeo cổ nha. Đó, ok, tình trạng này hầu như là chưa qua sử dụng luôn anh em ơi. Đó, cái quạt đeo cổ thì mình chỉ việc mình đeo lên cổ thôi. Nó hai bên là nó có quạt nè, nó thổi gió nè, với lại cái này là hai con sò lạnh nè. Đó, hai sò lạnh nó giống như là sò lạnh trong tủ lạnh vậy anh em ha. Mình đeo lên cổ, mình bấm chế độ á thì nó sẽ làm mát ha, nó làm cho mình cảm thấy dễ chịu khi mà đi nắng nôi hay là đi ngồi trên xe đó. Đây nè, anh em chỉ việc là mình đè cái nút on off này là nó sẽ mở cái chế độ quạt nha. Đó, chế độ quạt đây là nó bắt đầu nó chạy nè. Mình nghe mát nè. Còn anh em mà muốn lạnh nữa thì mình bấm cái đây, cái biểu tượng bông tuyết nè, bấm lên cái nữa là bắt đầu là cái con sò lạnh này nè. Đó là nó làm lạnh lên nè. Đó, mình rờ vô là mình nghe lạnh luôn á anh em ha. Đó thì cái quạt này là sử dụng pin nha anh em. Đó đây, thông số nè, nó pin của nó là 4000mAh luôn ha. Tương đối là dung lượng cũng khá là cao nha. 4000mAh công suất 9W nha. Đó, 5V 2A. Rồi thì cái quạt đeo cổ này thì bên em đang bán với giá là 1.1 triệu nha anh em. Đó, 1.1 triệu nha, sử dụng pin. Đó, một cây duy nhất thôi, hàng nội địa Nhật thì về. Đó, rất là ok nha. Rồi, anh em nào quan tâm tới quạt pin này thì inbox cho em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây, nó nay em về lại cho anh em là cái vòi tứ cây của Nhật nha. Đó, vòi tứ cây bằng nhôm đúc của Nhật ha, rất là xịn sò nha. Rồi, cái này nó có sẵn cho mình một cái rắc nối nhanh nè, anh em chỉ việc ghim vô trong cái ống 16 ha. Đó, mình ghim cái này vô sẵn ống 16 rồi, mỗi lần mình xài, mình rút ra, mình bấm vô vậy thôi là xài, còn xài xong thì rút ra. Nó khá là hay ha, dạ đây nó có cái cò cho mình nè. Dạ trên đây nó có những cái đầu để anh em chỉnh tia nha anh em. Đó, mình chỉnh tia ví dụ như là tia xè, tia gươm gì đó ha, nó được mấy cái chế độ tia nè. Nó mình dặn là nó kêu cốc cốc rồi nè ha. Đó, rồi còn ở đây là cái chế độ nước nha anh em. Ví dụ anh em chỉnh nước, cái lượng nước ít, nước nhiều gì đó là anh em chỉnh trên đây. Rồi, tình trạng chưa qua sử dụng ha, hàng nội địa Nhật chưa qua sử dụng. Con này thì bên em đang bán với giá là 295.000 nha anh em. 295.000. Rồi, anh em nào đang quan tâm thì chốt luôn nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em một cái mẫu chảo ha, chảo chống dính tổ ong. Chảo này thì bữa giờ em hết hàng nay em mới có hàng lại nha. Cái này là của thương hiệu là Yoshikawa ha, hàng nội địa Nhật cho anh em luôn. Rồi, cái chảo này đường kính của nó là 32cm, cái lòng cũng tương đối rất là sâu nha anh em. Đó, anh em nấu cho cả gia đình 4, 5, 6 người ăn cũng rất là ok nha. Chiên cơm đồ hay là nó chiên cơm xào gì đó, nó rất là ok, nó tổ ong ha. Rồi, ok, cái chảo này thì bên em bán với giá là 220k thôi. Đó, 220k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái túi đựng cũng như cái hộp đựng cần câu nha anh em. Dành cho những anh em mà mình đi câu cá ha. Đó, đi câu cá hoặc đi dã ngoại gì đó thì mình muốn đựng cái gì mình đựng. Nhưng mà cái loại này thì người ta chuyên để đựng cần câu nha anh em. Rồi thì cái này em quay sơ một vòng cho anh em coi ha. Đó, ở đây nó có cho mình cái chân trống ha. Đó, cái chân trống vậy để mình đựng, khi mình đựng vô nó xéo xéo nhìn cho nó đẹp á. Đó, nó dựa vô như vậy nè. Đó, anh em thấy ha, khá là đẹp nha. Rồi thì cái này á, là em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em coi cái chiều dài của nó đi. Đó, đây em đo sơ cho anh em coi. Đó, cái chiều dài của nó là 1m20, khoảng 1m24 nha anh em. Đó, 1m24 nha. Rồi, còn chiều ngang luôn. Chiều ngang của cái này thì khoảng là 20 ha, 20 nhân 1m24. Rồi em mở thử cho anh em coi là cái dây kéo luôn, khi mình mở dây kéo ra luôn. Đó, mình mở bên trong cho anh em xem. Đó, thì anh em thấy không, ở bên trong nó đó là nó bảo vệ rất là tốt cái cần câu của mình luôn nha. Nó có cho mình một cái ngăn lưới nhỏ nè. Đó, để anh em có thể bỏ những cây cần câu hoặc cái vật dụng khác. Rồi, còn những cây cần câu thì mình có thể bỏ bên đây, xung quanh đây. Nó nói chung để sẽ được rất là nhiều cây cần câu luôn nha. Và ở đây nó còn một cái ngăn lưới nữa cho mình ha. Nó còn một cái ngăn lưới nữa để cho mình nè. Rồi,
hai bên là đều có hai ngăn lưới, và cái này nó có cho mình cái dây đeo luôn anh em, cái dây đeo để khi mà anh em mình á, khi mình di chuyển á thì mình móc nè, đó mình móc vô trong đây cái phần cái bát này, ở cái phần cần câu này nó có hai cái bát này anh em thấy không, nó mình móc để mình đeo vô. Ở đây thì nó có cái mình cái tay xách, nó mình có thể xách đi và mình có thể đeo đi cũng rất là ok nha. Đó rồi, khá là đẹp ha anh em. Thì ở đây em hiện tại có hai màu ha, một cái màu xám và một cái màu xanh, màu nào cũng rất là đẹp luôn. Rồi gài lại đi anh. Đó, còn mình lấy xong thì mình chỉ việc mình gài lại thôi. Ở đây thì nó có cái dây kéo cho mình, đó mình kéo nó là mình gài lại thôi. Đó, còn mình muốn xách đi thì mình có thể xách ngang này hoặc là đeo đi cũng được. Rồi thì cái hộp đựng cần câu này thì bên em đang bán với giá là 480k nha anh em. Đó anh em thấy không, xách đi nè, nó xách đi nhìn rất là chắc chắn ha, nó sẽ bảo quản cái cần câu mình cực kỳ tốt luôn nha. Đó rồi, ok anh em ơi. Rồi cái hộp đựng cần câu này thì bên em đang bán với giá là 480k nha. Đó, anh em nào quan tâm tới cái mẫu hộp đựng cần câu này thì inbox hoặc điện thoại cho em nha. Đó rồi, tiếp theo thì ở đây nó em lên cho anh em là cái máy massage nha. Đây là máy massage cầm tay của Dr. Ad nha anh em, nó hàng nội địa Nhật, Dr. Ad ha, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi thì đây là một trong những cái mẫu máy massage cầm tay mà nhỏ gọn nhất mà em bán nha, mà cũng là rất là mạnh, rất là khỏe luôn nha anh em. Đó, anh em thấy mình cầm trên tay là như vậy thôi. Ở phía đây nó có cho mình á, là một cái chui sạc nè, với là cái công tắc nè. Đó anh em nè, nó khi mình xài á, là mình chỉ việc là mình giữ cái nút on off nè, 5 giây là bắt đầu là nó cháy lên cho mình thôi. Mình bấm một cái nè, chuyển qua chế độ mạnh nè, bấm một cái là mạnh hơn nè. Đó, rồi giảm nhẹ nè, nó có ba cái chế độ massage hết anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, massage khá là ok nha. Bấm một cái nè, nó sẽ mạnh hơn. Đó, đây nè, em gõ vô đây cho anh em nghe tiếng nè. Đó. Đó, anh em thấy không? Khá là mạnh nha. Rồi, ngon lành cho anh em luôn. Cực kỳ ngon nha anh em, tức là nó rất là gọn, anh em mang có thể mang đi làm hay đi đâu cũng mang theo được nha. Đó, mỗi lưng, mỗi tay, mỗi vai gì đó thì cứ đưa vô, đấm vô rất là đã luôn nha. Mà cái này là pin của nó cũng khá là trâu luôn, cho nên là mình xài á là ngon lành luôn. Rồi thì đi kèm nó có cho mình một cái cáp sạc nè, đó. Với lại hai cái đầu nè, đó, hai cái đầu để anh em gắn vô hang nó mình xài. Ví dụ như là mình massage thì mình gắn vô, còn không thì mình để cái đầu này mình đấm vô cũng ra khá là ok luôn. Rồi thì phụ kiện thì có những vậy thôi. Rồi cái con này thì bên em đang bán với giá là 400k một con nha anh em, hàng nội địa Nhật nha. Đợt này em về được khoảng là 20 con nha. Đó, lô này hết là không còn đâu nha. Giá tại Nhật là đâu đó là 1 triệu mấy lần nha. Rồi, khá là tốt luôn. Chỉ có 400k thôi, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Thì hôm nay em giới thiệu đến anh chị em là một cái sản phẩm, đó là cái máy rửa chén. Lấy miệng cái thước. Rồi, cái máy rửa chén nha anh chị em. Rồi thì đây là cái máy rửa chén hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Panasonic nha. Đó thì như anh em biết rồi ha, từ xưa giờ ở Việt Nam mình thì mọi người thường sử dụng máy giặt hơn là máy rửa chén. Bởi vì người ta nghĩ là máy rửa chén sẽ không sạch hay là khó sử dụng gì đó. Thì bây giờ em làm cho anh em là một cái video cũng như là em cho anh em coi cái mức độ hiệu quả của cái máy rửa chén này. Thì đây là máy rửa chén hàng nội địa Nhật cho nên là những cái thông số thông tin của nó đều là tiếng Nhật nha anh em. Nhưng mà nó rất dễ, chỉ có nút tắt mở nè. Rồi với các cái chế độ như là cái chế độ rửa sạch nè, chế độ rửa nhanh nè, cũng như cái chế độ mà rửa với nhiệt độ là 80 độ C thì nó sát khuẩn luôn nha anh em. Đó, nó rất là hay ở chỗ này. Thì bây giờ ở đây là bên trong em chỉ cần bấm nút này ra thì nó sẽ mở cái ngăn này ra. Thì anh em thấy ha, những cái ngăn này á, thật ra là mình sẽ để không cần theo cái thứ tự gì hết. Tức là chén, dĩa, muỗng, đũa, miễn mình để nó vừa vặn vô trong đây là được ha, ở ngăn nào cũng được hết. Đó, còn mình lấy xong thì mình chỉ là việc mình đóng lại thôi. Và nó là hàng nội địa Nhật cho nên nó sử dụng cái nguồn điện của nó là điện 100V. Nó ở đây em thì em đưa qua cái cục chuyển nguồn như vậy là em xài được nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ bỏ thử chén đĩa vào và em rửa cho anh em mình coi nha. Rồi cũng như bây giờ á, là em sẽ đo sơ cái kích thước của cái máy này cho anh em mình luôn đi, để anh em mình biết nó có phù hợp với không gian nhà mình hay không. Rồi thì cái này á, là cái chiều dài của nó nè. Rồi chiều dài của nó là 55 nha anh em, chiều cao. Chiều dài là 55, chiều cao từ ở dưới đất lên tới đây là khoảng là 56 nha. 55 nhân 56, còn này là chiều sâu. Chiều sâu của nó là khoảng là 29, 29 là em đo ở trong đây. Nhưng mà nếu như mình đo ở đây nè, đo mặt ngoài là khoảng 32 anh em. Đó, 55 nhân 56 nhân 32. Rồi thì bây giờ đó, ở đây nè, nó khi mà em muốn bỏ chén đĩa vô đây có cái nút em bật ra.
là nó sẽ đọc, nó mở ra. Rồi thì việc của mình còn lại rất đơn giản, chỉ việc là mình bỏ chén dĩa như thế nào cho nó vừa vặn vô trong đây thôi. Qua bên đây nè, cầm cái chén dĩa đứng qua bên đây bỏ giùm em đi, kéo ra à. Đó thì khi mà mình muốn bỏ thì mình chỉ việc mình kéo cái ngăn này ra. Đó, nó có cái ngăn này nè, mình có thể kéo ra kéo vô, anh em thấy không? Đó, mình kéo ra rồi mình bỏ vô. Đó, mình cứ xếp những cái chén dơ rồi vô đây. Nó khi mình ăn xong ha thì dĩ nhiên chén mình nó sẽ không có sạch sẽ rồi. Đó, mình chỉ việc mình bỏ vô. Đó, mình bỏ vô cho nó vừa vặn lại là được. Nói chung là một cái gia đình mà mấy người thì anh em cũng xài rất là ok nha. Đó, như ở đây em là 6 người ăn. Đó, thật ra 6 người ăn thì 6-7 cái chén thôi. Rồi, tiếp theo thì em bỏ tới những cái phần cái ngăn dưới. Ngăn dưới ở trong đây thì mình cũng bỏ chén rồi được nè. Bỏ dĩa rồi được nè. Đó. Mình cứ việc là mình xách chén, xách dĩa rồi vô thôi. Nếu anh em thấy chỉ việc là khi mình bỏ vô nó vừa vặn vô là được rồi nha. Tại vì cái này á, nó rửa mà nó sát khuẩn nữa, ở nhiệt độ rất là cao. Nó mình chọn chế độ 80 độ C thì khi rửa xong á, nó sẽ rất là sạch cho mình luôn. Đó, cực kỳ sạch cho mình luôn. Đó. Rồi, còn cái phần đũa thì anh em cứ gác. Đó, đây có cái ngăn để mình để muỗng nha. Anh em có thể gác đũa vô miễn sao mà nó vừa vặn cho mình là được. Đó. Rồi. Đó, anh em thấy không? Nó khi mà mình lấy xong thì mình để ý này, ở đây nó có mấy cái trục xay, miễn là nó không có trúng cái nào hết rồi là rất ok. Nó như em xếp nè, còn một cái ngăn này cũng còn sót nè ha. Nó ngăn này dành những cái đũa muỗng thì anh em bỏ dưới đây, còn ở trên đây thì mình có thể để những cái chén nhỏ hay cái gì đó, miễn là anh em bỏ dừa là anh em bỏ được hết. Rồi sau khi mình để xong thì mình chỉ việc là mình đậy lại rồi mình chọn chế độ thôi. Thì nó cũng rất là đơn giản, sau khi cắm cái nguồn điện vô thì ở đây nó có nút on off nè, nó mình mở là nó lên nguồn điện nè. Rồi ở đây thì em nói sơ qua cái bảng hướng dẫn cho anh em ha. Cái này là nó điều chỉnh cái nhiệt độ sấy ha, tức là khi mà nó rửa xong nó sẽ sấy trong vòng 30 phút, 45 phút, 60 phút. Còn ở đây là những cái chế độ như là rửa nhẹ nè, rửa kỹ nè, rửa trung bình nè. Đó, rồi ở đây là cái đèn này hiển thị trước tiên là nó sẽ rửa nó, rồi rửa sạch nè, rồi bắt đầu qua là tới sử dụng cái chế độ nóng nè. Rồi đây nó đại khái đơn giản thôi, nhưng mà khi mà anh em làm á, chỉ việc là như em ở đây nè, em đã chọn sẵn rồi thì lần sau em mở lên chỉ việc bấm nút start là bắt đầu nó hoạt động thôi. Đó, ở phía sau này á thì nó có cho mình là một cái dây anh em ha, nó có một cái dây, thì một cái dây mình truyền nước vào, một cái dây truyền nước ra, y như là cái máy giặt thôi, rất là đơn giản luôn. Rồi thì ở đây em chọn xong rồi chỉ việc bấm nút on off, nó bấm nút start nè, cái này là nút start. Rồi bắt đầu là nó xả nước vô. Rồi thì bây giờ em sẽ chờ cho nó rửa xong, em sẽ quay lại tiếp cho anh em coi cái kết quả sau khi rửa chén xong nha anh em. Dạ rồi thì sau khi đã sửa rửa xong ha, đó đã rửa xong thì đây nó chỉ còn cái chế độ là đang sấy khô thôi. Thì bây giờ em mở ra cho anh em xem bên trong nha. Đó, nó anh em thấy không? Nó chén bát hồi nãy khi em rửa. Đó, giờ rất là sạch sẽ luôn nha, cực kỳ sạch luôn. Và những cái mà nó còn bám lại ở trong chén á thì nó sẽ lượt xuống cái ngăn cuối cùng ở đây nè, mình có thể mình mở ra để mình vệ sinh anh em ha, cơm nằm dưới đây thôi. Rồi còn ở đây là nó đang sấy khô nha anh em. Nó sấy bằng cái nhiệt độ rất nóng nha. Nó em cầm lên em nghe nóng luôn ha. Rất là nóng tay. Đó thì mình nhìn như là mình biết rồi. Nó vệ sinh rất là sạch sẽ. Nó rửa cực kỳ sạch luôn, còn đũa nè. Đó cho anh em xem chiếc đũa nè. Đó nó sấy khô luôn nha. Khô mà bằng cái nhiệt độ cao á, cho nên là nó anh em mình rửa bình thường sẽ không bao giờ được như vậy đâu. Đó, mình rửa tay, mình rửa bằng xà bông bình thường sẽ không được như vậy đâu. Đó, anh em thấy không? Đũa nè. Nó sấy cực kỳ sạch sẽ luôn nha. Đó, thì anh em biết rồi, nó sát khuẩn bằng cái hơi nóng. Cho nên là chén của mình khi mà mình rửa xong á. Đây nè, đó anh em thấy không? Bóng chín kít luôn nè. Đó, đây nè. Cực kỳ bóng luôn. Bóng mà nóng nha anh em. Bóng mà nóng nha. Đó, cái này để xíu cho nó nguội lại chứ nó nóng nè. Em cầm trên tay em nghe nóng hỏi luôn nè. Đó, thì anh em mình thấy rồi ha. Rất là tuyệt vời. Đó, đây. Hồi nãy em bỏ vô. Rồi thì bây giờ rất là sạch sẽ luôn. Anh em có thể lấy ra là mình ăn được luôn rồi nha anh em. Đó, đây. Em lấy cái đĩa ra cho anh em coi luôn. Đó. Rất là đẹp nha. Đĩa của em thì chỗ này bị mẻ.
Rồi ok, rất sạch sẽ luôn. À, rồi thì anh em biết rồi ha, cái hiệu quả của cái máy rửa chén nó mang lại rất là tuyệt vời. Quan trọng nhất là nó có cái chế độ là sử dụng cái nước sôi 80 độ cho nên là nó sấy khô ha, nó sấy khô với lại nó sát khuẩn cho nên là nó sẽ rất là an toàn cho sức khỏe của mình luôn nha anh em. Rồi thì đây là cái máy rửa chén của thương hiệu là Panasonic. Đó, đây là cái máy rửa chén của thương hiệu Panasonic, sử dụng điện 100V hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu máy rửa chén mà đang cần mua một cái thì ở đây là sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Đó, cái con này thì bên em đang bán với giá là 7,5 triệu nha anh em. 7,500,000 một cái con máy rửa chén hàng nội địa Nhật của thương hiệu Panasonic này, rất là xịn sò. Anh em nào quan tâm thì vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái hộp đồ nghề ha. Cái này là một cái bộ combo đầu tiếp để dành cho anh em mình mở ốc nha. Đó, dành cho những anh em làm thợ cơ khí, sửa chữa hay là sửa xe gì đó. Đó thì đều cần một cái bộ như vậy nha anh em. Rồi thì cái bộ này nó rất là xịn sò luôn mà nó lại cực kỳ giá cực kỳ tốt ha, của Fujiya và ban luôn cho anh em mình nha. Đó. Đó, rồi thì cái bộ này là anh em mình nhìn vô là mình thấy ha. Nó gồm là một cái cần tiếp nè. Đó, những cái cây nối dài nè. Đó, dưới cây này là cây chữ T nè. Đó, thì khi mà quá trình mình xài á, mình cứ điều chỉnh để cho mình có thể dặn được như thế nào, cái thế dặn tốt nhất của mình là mình xài thôi nha, chứ cũng không có cái quy luật gì cho những cái công cụ này. Rồi, còn ở đây thì nó có cho mình một cái cây này nữa. Nó một cái đầu tiếp này để anh em dặn trong những cái khe ha. Cái khe mà mình không có đút cái cây thẳng vô được thì mình có thể nghiêng nghiêng qua vậy nè. Đó, để mà mình dặn nó nha. Rồi, cũng rất là hay. Cái bộ này á, còn cái này cái cần tiếp của nó nè. Đó, cần tiếp nó thì có đảo chiều cho anh em luôn nha. Đây có 500 thả ra luôn nha. Ví dụ như khi anh em gắn vô ha, mình gắn vô đầu 1/2, gắn vô cứng vô á, rồi mình đẩy cái này là nó sẽ hở ra cho mình nha. Rồi, và cái này một cái điều rất là quan trọng của cái bộ này nữa là nó có cho mình là từ 8 ly 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 và 32. Đó, cái đặc biệt là từ 8 là nó được tới 32 luôn ha. Thường bình thường những cái bộ khác thì khoảng 8 tới 24 thôi. Còn cái này là từ 8 tới 32 là hầu như mình mở được tất cả các loại ốc thông dụng luôn. Đó, và đi kèm nó có bên đây cho mình hai cái đầu tiếp nữa. Nó là cái con này là con ống dài. Nó cái con này là 21 và con 16 dài nha anh em. Đó, rồi. Đại khái khá là ok ha. Còn cái này là cái cần nối nè. Nó cái cần này cần nối dài để anh em nối dài ra mình đưa vô trong những cái khe ha. Những cái khe mà cái con ốc nó nằm sâu á thì mình đưa cái cây này vô. Đó, rồi cũng khá là ok. Trên đây cũng còn một cái cây nối dài nữa, hai cây nối dài luôn anh em. Đó, một cái cây nối dài trên đây với một cây dưới đây. Rồi, trọn bộ cái cần tiếp này nó của Fujiya chính hãng của Nhật Bản luôn nha. Rồi, giá của nó là 700k nha anh em. Full hợp cho anh em như vậy luôn nha. Rồi, anh em nào quan tâm cái bộ này thì inbox giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em là một cái lô giấy nhám vải nha. Đây là giấy nhám vải của Nhật nha anh em. Đó, cái kích thước của cái cuộn giấy nhám này cũng tương đối lớn nha. Đó, chiều dài chắc khoảng là 30 nha anh em, còn chiều ngang thì khoảng là 25 ha. Em nhắm như vậy thôi nhưng mà nó gần giống vậy á. Rồi thì cái này anh em thấy không, nó cái này là giấy nhám vải nha, của Nhật rất là xịn sò. Thì ở đây nó có mấy cái độ mịn khác nhau, mịn thô gì đó khác nhau. Thì khi mà em bán cái này là em bán ký anh em. 1 ký là khoảng là 10 tờ nha. 1 ký là khoảng 10 tờ thì giá của nó là 80.000 nha anh em. Cái giấy nhám của Nhật nó rất là xịn anh em, nó không có giống cái giấy nhám Việt Nam đâu. Nó cái độ mài mòn của nó rất là lâu. Thì cái này á là cái độ mịn và độ thô của nó cũng khác nhau, nên khi anh em mua thì em sẽ lựa cho anh em là từ mịn tới thô ha. Cái nào có thì em cứ lựa bỏ vô hết cho anh em. Rồi, 1 ký là gồm là khoảng 10 tờ nha anh em, là 80.000. Em nói khoảng thôi nha, tại có nó sẽ có một số cái giấy nhám nếu như nó thô thì nó nặng hơn xíu thì khoảng 9, còn cái mà mỏng thì khoảng 11, thì trung bình thôi, trung bình là 10 tờ. Rồi thì giá của nó là 80.000 nha anh em nào quan tâm thì chốt giùm em nha. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái mẫu cần câu rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, dân carbon rất là đẹp nha. Đây là cái mẫu cần câu tay nha. Cái này là nó có hai size, một size là 5m4 và một size là 6m3. Thì hai cây nó đều như nhau, chất liệu như nhau, chỉ có cây nó dài hơn nhau xíu thôi. Đó, thì đây em mở thử ra cho anh em mình coi luôn. Đó, cái cây này nó tương đối rất là xịn nha anh em. Đây, em mở cho anh em xem cái cây 5m4 nè. Đó, anh em mình nhìn là mình thấy rồi ha. Nó rất là thẳng nha. Đó, nó thẳng, nó nặng,
Nói chung là cây này ok lắm. Cái cây này á thì nó sẽ câu được cá khoảng từ 8 kg nha anh em, từ 5 cho tới 8 kg nha. Rất là ok cho anh em mình để dành cho anh em mình đi câu luôn nha. Rồi anh em nè, mình nhìn thử cái vân của nó, đó cái vân carbon của nó rất là đẹp nha. Đó. Rồi, cây này á, cái mẫu cần câu này thì bên em đang bán á, là nó có hai loại nha. Một loại đây, cái đọt nè, đây là phần ngọn nè. Đó, cây 5m4 thì giá là 750 nha anh em. Còn cái cây 6m3 là giá 950 nha. Đó, hai cây này, cái vân carbon rất là đẹp luôn, rất là xịn sò nha. Cho anh em xem luôn. Đó, cây 5m4 thì giá 750, còn cây 6m3 thì 950. Anh em lựa cái nào phù hợp với mình là mình xài nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái vòi tưới nước nha nè, tưới cây nha, cái này là tưới cây thôi. Đó, nó dành cho anh em nè, ở đây nó có sẵn cái đầu rắc nối nhanh nè. Cái này là hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, nó có sẵn cái rắc nối nhanh cho anh em, chỉ việc là về mình ghim vô cái ống 16 là mình ghim trực tiếp vô thôi, rồi mình xả van ra. Thì ở đây nó có những cái lỗ nè anh em thấy không, nó vừa xây nè, nó vừa xây mà nó vừa phun nước ra luôn. Tại anh em cho nước vô đây ha, là nó vừa xây và nó vừa phun nước ra, nó có thể tưới cây, tưới cỏ cho anh em luôn nha. Đó, mình chỉ việc là mình đặt xuống đây, nó đặt xuống sàn hoặc là ở trên cái sân cỏ hay ở đâu mà mình muốn tưới nha. Hoặc thậm chí anh em có thể để ở trên máy tôn, khi mà máy tôn nhà mình bị nắng quá đó, nó mình truyền cái dây nước lên mình xả van ra thì tự động nó sẽ búng 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 xung quanh, nó làm mát giống mưa vậy anh em ha. Rồi cái này cũng rất là tiện lợi nha, nó đây hàng nội địa Nhật cho anh em mình luôn nha. Rồi cái này là bên em đang bán với giá là 200k một cái nha anh em, 200k một cái. Rồi tiếp theo thì em lên cho anh em một cái là tai nghe không dây nha. Đó, đây là tai nghe không dây dành cho những cái điện thoại của Apple như là iPhone nè, MacBook đồ này ngọn nha. Đó, iPad, MacBook đồ thì xài cái này. Rồi cái này á thì đây em cho anh em coi sơ ha. Tình trạng thì mới chưa qua sử dụng nha anh em. Khi mà về mình chỉ việc mình kết nối Bluetooth là mình nghe thôi. Cái này là AirPods Pro thì nó có cái tính năng là nó chống ồn rất là tốt nha. Khi mà anh em điện thoại gọi điện á, thì nó sẽ khử cái tiếng ồn tạp âm ở ngoài đó cho mình nghe rõ hơn ha. Nói chung nó rất là hay. Ở đây á, là nó có báo cái phần trăm pin của cái cốc này luôn. Tức là khi mà anh em sử dụng nè, mỗi cái tai nghe thì nó đều có nè, hiển thị là tai bên phải hoặc bên trái nè ha. Rồi thì xài cái tai nào hiển thị là nó đều báo cái phần trăm pin của cái tai đó. Và cái hộp đựng này, cái hộp đựng này nó cũng không chỉ đơn thuần là hộp đựng mà nó là cái cốc sạc nữa nha anh em. Đó, trong đây nè, nó có cái khe. Tức là cái này nó cũng có pin trong đây nữa. Khi anh em sử dụng cái tai nghe mà hết pin á, anh em gắn vô trong đây. Đó, anh em gắn vô trong đây thì nó cũng sẽ sạc pin do cái tai nghe này luôn. Rất là hay nha. Và sau cùng á, khi anh em sử dụng á, là anh em cắm cái chui sạc của cái cổng Lightning vô đây để anh em sạc. Thì thường á, là đi kèm nó có luôn ha. Đi kèm nó có luôn cái cáp sạc cho mình nha anh em. Đó, rất là hay nha. Rồi thì cái này á, nghe rất là đã, nghe nhạc rất là ok luôn nha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 350 một cái hộp như vậy nha anh em. Đó, tình trạng là full box chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi, 350k một cái nha. Rồi tiếp theo thì em lên cho anh em một cái sản phẩm cũng rất là hot cho anh em sử dụng gia đình hoặc là làm cơ khí nữa nha. Đây là một cái máy mài hay đá của thương hiệu là Kyocera Nhật Bản nha. Thì cái máy mài hai đá này á, thì mình nhìn vô là mình thấy có hai cái viên đá rồi để anh em mình sử dụng. Mình có thể mài dao, mài kéo, làm cơ khí các thể loại nha. Thì mình chỉ việc là đây, đây là cái chui điện cắm vô điện 220V là xài thôi. Rồi thì cái này á là của thương hiệu Kyocera. Ngày xưa mình mua những cái máy này á, thì mình chỉ mua được cái đồ vải thôi, đồ cũ của Nhật thôi, mà giá rất là cao. Bây giờ Kyocera nó sản xuất cho thị trường Việt Nam rồi, cho nên là mình mua được cái giá rất là tốt luôn, mà đồ mới nữa. Thì bây giờ cái máy này á, là nó sử dụng là hai cái viên đá 1.5 tấc ha, hai cái viên đá 1.5 tấc nè. Rồi cái viên đá này á, là nó có cái kích thước là 150 x 19 x 12.7, tức là 150 là đường kính của viên đá, 19 này là cái độ dày của viên đá và 12.7 là cái cốt của viên đá. Rồi anh em mình mua về thì mình có thể mình chế cháo hoặc mình sử dụng những cái loại đá khác hoặc cái miếng mài khác, thì mình cứ việc là gỡ cái này ra, gỡ viên đá ra là mình gắn vô thôi, mình xài. Rồi cái này thì công suất của nó là 250W điện từ 220 cho tới 240 nha. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn. Nó đi kèm nó là nó có cái này. Rồi nó có cho mình là hai cái miếng kiến tre ở trên nữa, với lại một cái thanh trắng ở đây để cho anh em mình gá lên mình mài mũi khoan hay mài dao mài kéo gì đó.
thì cái này em chưa có lắp vô, nhưng khi gửi cho anh em là nó sẽ đầy đủ. Thì cái con này bên em đang bán với giá là 1.330.000. Rồi, 1.330.000 một con máy mài hai đá của Kyocera. Ở đây em lên cho anh em là một cái bơm xe sử dụng pin nha. Đây là cái bơm xe sử dụng pin của Bosch nha. Đó, thương hiệu rất là đình đám rồi. Thì anh em biết rồi, đây là hàng chính hãng nha. Khi mà anh em mua ở đây nó có cái tem chống hàng giả nè, với là cái mã QR code. Anh em chỉ cần quét cái mã QR code này ra là nó sẽ ra được cái thông tin của cái bơm này nha anh em. Đó, đây, Stuttgart Germany nè. Đó, rồi thì cái bơm này nó sử dụng pin, anh em chỉ việc sạc đầy pin thôi là mình để trên xe ha. Nó có thể bơm được xe ô tô, xe đạp hay là bơm phao, bơm nệm gì đó, các thể loại luôn. Nó rất là gọn gàng luôn nha anh em. Rồi thì ở đây nó có nè, nó có cái nút nè, anh em chỉ việc mình mở lên nè. Rồi là mình chọn thôi. Mình bấm cái start up là nó tự động nó bơm ra ngoài cho mình ha. Đó, đây thì nó hiển thị app nè. Đó. Khi mà mình bơm cái nó sẽ hiển thị app lên nè, tới cái app nào đó cần thiết thì mình chỉ dừng thôi. Và ở đây nè, ở trong đây có cái ngăn nè, anh em kéo xuống là nó có cho mình ba cái vòi để bơm luôn nha. Một là anh em để bơm xe nè, cái này là bơm banh nè, cái xúc bắp bơm băm, còn một cái thì anh em có thể bơm phao, bơm bóng gì bằng cái này nha. Đó, rất là tiện lợi nha anh em. Rồi thì cái này là của Bosch chính hãng ha, 3.6V nè. Đó, sử dụng pin sạc nha, anh em mua về có kèm theo cái cáp sạc cho anh em để anh em cắm vô anh em sạc nha. Rồi cái này bên em đang bán với giá là 1.700.000 nha anh em. Đó, 1.700.000 nha. Anh em nào quan tâm tới cái bơm xe ô tô của Bosch thì vui lòng inbox cho em nha. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em là mấy cái thùng đạn Đại Liên của Mỹ cho anh em mình xài nha. Đó, đây là thùng đạn Đại Liên hàng nội địa Nhật nha, nhưng mà cái thùng này là của Mỹ. Rồi thì cái thùng đạn Đại Liên này là nó là 7 lít nha anh em. 7 lít thì bây giờ em đo sơ trước tiên là cái kích thước cho anh em đi. Nó nói chung nó ngoại hình nó còn cũng tương đối rất là đẹp anh em ha. Đó, rồi em đo sơ kích thước cho anh em ha. Chiều dài của nó là khoảng là 29 nha anh em. Đó, tới cái nắp này luôn là 30. Đó. Rồi còn chiều cao của nó là 18 nha. Còn chiều sâu của nó là 15. Rồi 15 x 18 x 30 ha. Trên đây có quai sắt nha anh em. Và ở đây em mở sử cho anh em mình coi luôn đi. Đó, ở đây nó có, bởi vì cái thùng này người ta cũng tương đối là thùng đựng đạn, người ta không có mở ra nhiều, cho nên khi mình mở á, mình mở mấy lần đầu thì nó hơi cứng nha anh em. Đó. Rồi. Rất là ok cho anh em mình luôn. Nó ở đây thì nó có cho mình luôn là cái ron nhựa nha anh em. Đó, cái ron nhựa ở đây nè. Đó. Nó có cho mình mấy cái ron nhựa như vậy để khi mà trong quá trình mà mình sử dụng á, mà thí dụ như là nước nôi rồi đó, là nó sẽ không có vô được, bởi vì nó có cái ron nhựa. Đó, nó không có vô được anh em ha. Đó, nó có cái ron nhựa nằm ở trên đây nè. Thì khi mà mưa gió đồ nó cũng không có vô nước được, nó hay ở chỗ đó nha anh em. Đó, cái thùng đạn Đại Liên thì nó hay ở chỗ đó, cho nên ngày xưa ông bà mà hay mua để đựng dạng như giấy tờ ha. Ngày xưa ông bà đựng giấy tờ rồi đó, nó là đựng bằng cái thùng đạn này không à. Đó, còn anh em thì có thể là mình có thể chế cháo để mình đựng công cụ, dụng cụ nè. Đó, ba cái kềm, mỏ lết, đồ ba cái đồ mà mình làm nghề rồi ha. Hoặc là anh em có thể mua để trưng bày cũng rất là ok nha. Rồi thì em còn một số cái thùng đạn Đại Liên thôi. Hiện tại em còn khoảng mười mấy hai chục cái thôi. Anh em nào quan tâm thì inbox ha. Cái thùng này bên em bán có giá là 290k thôi. Giá rất là rẻ cho một cái thùng đạn Đại Liên hàng nội địa Nhật còn đẹp nha anh em. Đó, 290 thôi. Tại bây giờ nó về được một cái lô nhiều á thì nó có giá tốt thôi. Chứ nếu như bình thường anh em mua phải 300-400-500 ngàn mới được một cái như vậy, mà không có đẹp đâu. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái ly của Starbucks nha. Đó, cái này là cái ly giữ nhiệt nha anh em. Đó, ở đây thì cái dung tích của nó là 500ml. Anh em đi kèm nó có cho mình luôn cái ống hút nha. Ống hút bằng inox nha. Đó, thì cái này là 500ml có nắp luôn. Rất là đẹp cho anh em ha. Mua có thể để làm cốc trên xe ô tô nè. Hoặc là anh em để bàn làm việc gì đó, các thể loại luôn nha anh em. Đó, thì cái này để bây giờ em mở thử ra cho anh em mình xem. Đó, trong đây á là nó bằng inox nha anh em. Đó, nhìn nó như vậy chứ bằng inox rất là xịn sò luôn nha. Rồi thì cái này á, nó đi kèm nó có luôn cái ống hút cho anh em luôn nha. Cái này thì bên em đang còn mấy màu á. Nó thì hiện tại ở đây em có cái màu trắng với cái màu hồng nè. Đó, anh em thích cái màu nào thì chốt giùm em nha. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Nó khá là đẹp ha. Rồi, ok anh em. Thì cái này giờ bên em đang bán với giá là 170k nha anh em. Đó, 170k. Một cái ly giữ nhiệt của Starbucks nha.
Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái kìm cắt ống nước nha anh em. Đó, đây là kìm cắt ống nước nè. Đó, đây có cái khóa này mở ra. Rất là xịn sò nha anh em. Đó, thì anh em lưu ý nha, cái này là chính hãng của Kabushi Japan, rất là xịn. Thì cái này á, là nó cắt được cái size là 42mm, tức là những cái ống từ 42 trở xuống thì nó sẽ cắt được hết nha anh em. Đó, anh em mình nhìn những cái khớp nè, mình nhìn những cái khớp, cái răng với lại cái nước sơn nó là mình đã thấy rồi ha. Nó rất là xịn luôn nha anh em. Đó, thường những cái mẫu kèm cắt ống nước mình mua cái loại xịn thì mình xài ống bền. Rồi, ok anh em, cái này thì bên em đang bán với giá là 180k nha anh em. Đó, 180k một cái kèm cắt ống nước như vậy. Em lên cho anh em là cái con đội xe ô tô nha anh em. Đó, cái này là con đội xe ô tô, thương hiệu là Mitex nha anh em. Đó, cái này là hàng nội địa Nhật, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha. Đó, thì hiện tại nó chia làm mấy cái con loại, như thí dụ như là đôn đội là 2 tấn nè và 2 tấn 25. Đó, đội được 2 tấn và 2 tấn 25 thì phòng hờ những trường hợp mình muốn đội lên để mình thay bánh xe hay là mình muốn nâng cái gì nặng lên á, nó thì anh em có thể sử dụng cái con đội này nha. Thì các bạn 2 tấn em có 2 dòng nha anh em. Đó, cái con bên đây đó. Quay về cho anh em thấy. Đó, con này là 2 tấn, con này cũng 2 tấn nhưng con này là to hơn, con này nhỏ hơn nè. Rồi thì cái chiều cao của nó nâng lên được là khoảng 365 nha anh em. Đó, đội được 2 tấn nè. Còn cái con nhỏ nâng được 340, còn con lớn là nâng được 365. Rồi thì cái này nó nâng bằng thủy lực nha anh em. Đó đây, nó nâng bằng thủy lực, ở dưới đây nó luôn luôn nó có một cái thanh, nó có một cái thủy lực nè, nó một cái hệ thống thủy lực để nâng lên nè. Đó, cho nên là nó rất là ok luôn. Và tất cả những con này đều có 4 cái bánh xe bằng kim loại luôn nha anh em. Đó, bốn cái bánh xe bằng sắt đặt luôn nha. Đó, cho nên là khi mà mình nâng lên mà mình di chuyển được thì nó cũng rất là ok. Đó, rồi thì cái những cái con đội này nguyên tắc hoạt động thì rất là dễ, anh em chỉ việc mình khóa lại thôi. Đó, mình khóa cái van thủy lực lại rồi mình ben lên thôi. Đó, anh em thấy không? Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Khóa van thủy lực lại rồi mình ben lên, rất là nhẹ nhàng luôn nha anh em. Đó. Rồi khi mình xài xong thì việc là xả ra thôi. Đó, mình xả ra thì tự động nó xả xuống. Rồi, những cái con đây thì đều có một cái tay xách nè. Nó bánh xe và tay xách rất là tiện lợi để sử dụng nha. Rồi thì những con này nó chỉ khác nhau về kích thước thôi, chứ cái công dụng thì nguyên tắc thì như nhau. Con này là con đội 2 tấn nhỏ, giá nó là 1 triệu nha anh em. Còn con đội là 2 tấn lớn là giá là 1 triệu mốt nè. Còn cái con này là 2 tấn 25 thì giá của nó là 1.250.000. Rồi anh em nào quan tâm tới con đội xe ô tô thì vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em luôn nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về lại cho anh em là được cái dụng cụ, cái dụng cụ là ráy tay nha anh em. Đó, đây là một cái bộ dụng cụ ráy tay rất là đầy đủ cho anh em mình luôn ha. Nó bỏ trong đây thì anh em có thể treo móc khóa hay các thể loại gì cũng được, nó rất là nhỏ gọn nha anh em. Đó thì đây nè, mình mở ra nè, trong đây nó có mấy cây trong đây để em cho anh em xem luôn. Rồi, nó có khoảng là 2 nè, 4 nè, 6 cây nha anh em. Đó, 6 cây mình để cho mình lấy ráy tay nha anh em. Đó, nó có các cái cử luôn nè. Rồi, một cái cây xoắn, 2 cái cây xoắn này ha, để mình kẹp bông gòn, mình xoắn cho nó sạch nha. Rồi, thì đại khái nó là nó gồm là 6 cây. Đó, 6 cây như em quay như vậy nha. Rồi, với là một cái ống này để mình xài xong rồi mình bỏ vô, mình dặn lại nha anh em. Đó, mà giá cực kỳ tốt luôn, giá chỉ có 40k thôi nha anh em. Đó, 40k cái này thôi nha, cái này 40k, cho nên nếu như anh em mua thì em ship tối thiểu một lần là 2 cái nha, em không ship lẻ nha. Rồi, một lần là 2 cái là 80k nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái bơm chìm nha. Đây là bơm chìm của Ryobi, nội địa Úc nha. Cái này là bơm chìm ha, anh em chỉ việc mình thả xuống nước thôi, cho nó chìm xuống nước ha. Rồi là mình sử dụng thôi, cái này là cái phao. Thì cái phao này nó có cảm biến nước, là khi mà anh em thả xuống á, thì cái phao này nó còn nổi là cái máy sẽ hoạt động, là bởi vì nó phát hiện còn nước. Còn nếu như mà cái phao này nó thả xuống chìm dưới cái máy như vậy luôn là nó sẽ không chạy, bởi vì nó phát hiện là hết nước, nó chạy sợ hư máy ha. Cái phao này rất là thông minh nha anh em. Rồi thì cái này là cái công suất của cái con này là 750W nha. Cái khối lượng nước là 16 khối rưỡi trên giờ nha. Đó, này nó đẩy được là 7m nha anh em. Đó, từ 7m tới 9m nè. Rồi, thì cái này là hàng nội địa Úc, tình trạng đã qua sử dụng rồi. Điện là điện 220V nha anh em, nhưng mà nó còn rất là đẹp ha. Đó, rồi con này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu rưỡi nha. 1 triệu rưỡi một cái máy bơm chìm như vậy. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ cờ lê dòng miệng nha anh em. Đó, đây là bộ cờ lê dòng miệng của Mỹ nha.
Rồi đây em cho anh em coi thử một cây. Đó. Yes. À. Rồi thì cái bộ cờ lê này á, là nó gồm là từ 8 cho tới 24 chứ nghe anh em. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nè, 17, 18, 19, 21, 22, 24. Rồi thì một đầu chìa khóa, một đầu là dòng miệng cho anh em luôn nha. Rồi thì cái bộ cờ lê này á, là nó nói chung nó cũng đa năng, dành cho anh em xài gia đình. Có nó có luôn một cái túi vải như vậy luôn để mình bỏ vô cho nó gọn gàng nha. Rồi bộ cờ lê này bên em đang bán với giá là 350k nha anh em. Anh em nào quan tâm cái bộ này thì vui lòng inbox hoặc nhắn tin cho em luôn nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho anh em là một cái cây đèn pin siêu xịn nha. Cái này của Ryobi. Đó, Ryobi. Nó Ryobi này là Ryobi rất là xịn, hàng nội địa Úc nha anh em. Đó, Ryobi, cái bóng led là mình nhìn là thấy uy tín rồi. Thì cái này á là anh em nè, nếu mình làm công trình hay làm cái gì đó thì mình có thể để nè, nó mình để dưới đất nè ha, anh em để dưới đất anh em kéo nè, cái đầu nó là mình chỉnh lên xuống đồ ok nha. Ở đây có cái khóa nè. Nó mình chỉnh nó lên xuống gì đó, còn mình muốn xây đi đâu thì mình cứ đặt ở chỗ đó thôi. Nó công tắc thì nằm ở trên đây, nó có hai cấp độ. Hai cấp độ sáng nha anh em. Cái đèn này thì nó rất là sáng và nó rất là bền. Nó đèn của công cụ dụng cụ thì nó siêu bền nha. Cái này thì em bỏ pin vô thử cho anh em mình luôn nè, cắm pin vô. Đó, nó có hai cấp độ sáng, cấp độ thứ nhất nè, cấp độ thứ hai nè, tắt nè. Đó, sáng. Nó nói chung đèn pin mà sử dụng những cây như vậy, cúp điện hoặc là đi làm công trình hoặc đi cắm trại gì đó ha, xài rất ngon nha anh em. Rồi thì cái đèn pin này bên em đang bán với giá là 1,5 triệu một cái thân máy nha anh em. Thân máy thôi nha, là 1,5 triệu chưa gồm pin sạc nha anh em. Đó, thân máy thôi, hai cấp độ sáng nha. Ryobi, nội địa Úc nha. Đó, tình trạng thì khoảng là 95-98% nha, còn rất là đẹp luôn. Rồi con này thì giá của nó là 1,5 triệu nha anh em. Ở đây em về lại cho anh em là một cái cờ lê đa năng. Đó, đây là cái cờ lê đa năng này nè. Đó, hàng Mỹ cho anh em mình luôn nè. Rồi thì cái cờ lê đa năng này nó mở ốc được từ 5 cho tới là 27mm. Đó thì anh em thấy nó có hai đầu nè, một đầu nhỏ nè, một đầu to nè. Đó thì tùy cái con ốc, ví dụ ốc từ 5 cho tới 15 thì anh em sử dụng cái đầu này. Đó, đây nó có nút dặn nè, anh em dặn tới đâu là cái cử đi tới đó ha, để mình có thể mở được những con ốc nha. Còn cái đầu bên đây là từ 15 tới 27 thì anh em sử dụng cái đầu này để mở ốc lên cho nó lớn nha. Đó. Và cái thông số của nó là nó xài được các thể loại là ốc của châu Âu và của châu Á luôn nè. Đó. 316, 932 gì nó ha, đầy đủ luôn. Đó, cái này rất là đa dụng tiện lợi nha. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn. Thì rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 270k nha anh em. 270k một cái cờ lê đa năng như vậy nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em cái cần tiếp ha. Đây là cái cần tiếp cần lực của Astro Product nè. Đó, Astro Product này là cái thương hiệu là của Nhật nha anh em. Thương hiệu bu lông ốc đồ của Nhật nè. Cái này thương hiệu rất là xịn sò nha anh em. Rồi thì mình cứ mình dặn, ví dụ như con ốc bao nhiêu Newton thì mình cứ dặn theo cái này. Nó cái thông số này là mình mở ra thôi. Rồi thì cái này á là nó đầu thông dụng 1/2 anh em. Trên đây nó có đảo chiều luôn nha. Nó thì như em nói ha, em quay thì em đều nói với anh em rất là rõ nha. Cái hàng nội địa Nhật thì thường á, khi anh em muốn kiểm tra là cái đồ sử dụng nhiều hay không thì mình coi cái mũi, cái khoang thì mình cũng coi cái mũi, và cái này mình cũng coi cái đầu này nè. Ví dụ như cái đầu em, theo em đánh giá thì cái này là người ta xài lướt thôi. Đó, xài lướt một vài lần thôi, nó không nhiều. Mình nhìn cái đầu này mình biết, bởi vì khi người ta xài nhiều thì đầu này nó bị trầy rất là nhiều nha. Còn khi mà cái hàng nội địa Nhật mà mình nhập về anh em, nó không có cái hộp thì nó để ở ngoài, nó cả qua cả lại thì cái phần này nó trầy là bình thường nha. Đó, chứ không phải nó như, nhưng mà cái này thì em đánh giá nó còn rất là đẹp nha. Rồi cái cây này thì bên em đang bán với giá là 750 nha anh em. 750k. Dạ rồi, hôm nay em về tiếp cho anh em là một cái bộ bình trà nha. Nó được nằm trong cái hộp rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, đây là bộ bình trà, mở ra cho anh em coi bên trong luôn. Rồi, đó, đây là bộ bình trà Tử Sa nha. Đó, thì cái bộ bình trà này dành cho anh em uống trà đạo nha. Trước tiên thì anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, nó có một cái hộp này để, cái cốc này để mình đựng trà khô á, anh em bỏ trà khô vô đây để anh em đậy lại nha, nhìn nó rất là đẹp luôn nè. Rồi tiếp theo là nó gồm 4 cái tách nhỏ. Đó, 4 cái cốc nhỏ ha, để mình ngồi để 4 cái ra mời bạn bè khách khứa gì uống cho vui. Rồi còn cái trong đây là cái ấm. Đó, đây là cái ấm Tử Sa.
Đó, rồi thì ở đây anh em bỏ trà vô rồi mình uống thôi. Đó, rồi cái này nó làm ha, đất nung. Nó đất nung màu nâu rất là đẹp luôn anh em. Cái này là trà đạo cho nên nó cái bình nó nhỏ thôi, nó không có to nha. Đó, rồi nhưng mà quan trọng cái này là nó đẹp nè, mình có thể mua để biếu tặng hoặc sử dụng cũng được nha. Nó hoặc là decor, nó trang trí những cái không gian cổ rồi ha, là rất là ok luôn nha anh em. Rồi cái bộ này thì full hợp như vậy luôn, giá cực kỳ tốt cho anh em nha, chỉ có 180.000 thôi nha anh em. Đó, 180.000 thôi một cái bộ bình trà như vậy. Rồi anh em nào chốt thì anh bóc cho em nha, 180k. Và tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em một sản phẩm rất là hot nữa, đây là cái kích bình ô tô. Đây là một cái bộ kích bình ô tô nghe anh em, rất là tiện lợi khi để trên xe ô tô ha, để đề phòng những trường hợp mà mình xe mình bị hư bình á, nó sẽ hết bình đột ngột á, mình sẽ không có xử lý được. Thì có cái kích bình này thì nó rất là hay ở chỗ cái thứ nhất, cái kích bình này rất là đa năng, nó có thể làm là sạc dự phòng luôn. Anh em có thể là đi kèm nè, nó có cho mình là một cái cầu đầu USB nè, anh em cắm vô là sạc được ba cái loại điện thoại luôn nha, iPhone, Samsung đồ nè, các thể loại luôn. Rồi thì trước tiên mình cứ mở lên đi, mở on off lên rồi mình giữ cái nút nguồn của nó. Đó. Rồi mình giữ cái nút nguồn của nó, ở đây nó có đèn luôn nha anh em. Đó, ở đây nó có đèn cho mình luôn, khi mà anh em sử dụng anh em bấm lên ha. Rồi, còn khi mà anh em mà mình muốn kích bình á thì ở đây nè, nó có cho mình một cái ngăn này, anh em mở cái này ra. Đó, anh em mở ra là nó có cái chui nè. Đó, cái chui này thì anh em cắm trực tiếp hai cọng dây này vô. Rồi thì dây này là dây âm dương của cái bình xe, thì anh em sẽ kẹp ha. Nó cái dây đỏ này là dấu cộng là dương nè. Rồi cái dây đen là âm, anh em cứ kẹp trực tiếp vô trong cái bình của mình trên xe ô tô luôn, để nó hỗ trợ nguồn điện cho cái bình để mà anh em đề nổ được cái xe. Đó, nó rất là hay luôn nha anh em. Rồi thì cái còn ở đây nó có cho mình là một cái cục sạc. Thì khi cái kích bình này là nó cũng như cái viên pin vậy đó. Đó, thì mình cũng cần phải sạc nó, thưa ví dụ mình xài một thời gian hoặc để lâu quá là nó xả hết pin á, thì mình phải sạc đầy vô. Thì cái kích bình, cái cục sạc này là nó sử dụng được cái nguồn điện là auto volt luôn anh em, tức là điện từ 100 cho tới là 240 luôn. Đó, nó rất là hay. Rồi thì cái bộ kích bình xe ô tô này á thì nó sẽ kích bình được hầu hết tất cả các loại xe ô tô ha, bình 12V của xe ô tô. Thì thường anh em xài mấy cái xe như 16 chỗ đồ đổ xuống là anh em kích được hết nha. Rồi thì cái bộ kích bình này thì bên em đang bán với giá là 800k nha anh em, 800k một cái bộ kích bình xe ô tô như vậy nha. Giới thiệu đến em là cái lô đồng hồ của nội địa Nhật ha. Đó, đây là lô đồng hồ để bàn hàng nội địa Nhật mới về bên kho của em luôn. Thì bây giờ ở đây nó có mấy loại thì em sẽ giới thiệu chi tiết qua từng loại cũng như em báo giá cho anh chị em mình luôn nha. Cái đồng hồ của Nhật thì anh chị mình biết rồi ha, cái độ bền của nó rất là cao luôn nha. Rồi, hầu như là đều đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn rất là đẹp luôn. Thì em sẽ quay chi tiết vào một số cái sản phẩm cho anh chị em mình xem nha. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái sản phẩm cũng rất là hot nha. Đây là dù kiếm Nhật nha anh em. Đó, dù kiếm Nhật thì anh em thấy ha, cái cán nó y như cây kiếm Nhật vậy đó. Nhìn tổng thể thì y như mình cầm một cái cây kiếm Nhật, nó có dây đeo luôn nha anh em. Cái này anh em có thể đeo lên lưng luôn nè. Đó, nó rất là đẹp luôn ha. Đó, nhìn nó y như cái cây kiếm Nhật luôn. Rồi thì cái dù này á, nó rất là xịn anh em. Cái này chỉ là cái vỏ thôi, khi anh em xài á, thì anh em rút cái vỏ ngoài ra. Đó, mình rút cái vỏ ngoài ra thì mình mở này lên thôi. Đó, nó rất là gọn gàng, rất là dễ dàng sử dụng. Ở đây nó có cái nút bấm nè, mình bóp vô rồi là mình đẩy cái dù lên thôi. Đó, anh em thấy không, cái nang của cái dù này nó rất là nhiều, rất là đều. Đó, nó rất là đều, rất là nhiều nha. Cho nên cái cây dù này á là nó rất là xịn, đại khái là vậy đi. Nè, em để xa xa ra em quay cho anh em coi nè, chứ em đứng gần quá nó to đó, em quay cũng không có được rõ hết cái dù. Đó, em để xa là anh em thấy nè ha, nó rất là nhiều cái nang, và quan trọng là cái cán nè. Nó cái cán y như cái kiếm Nhật ha. Nó mình cầm lên trên tay rất là chắc tay nha. Rồi thì mùa mưa mà mình để trên xe ô tô hay là anh em để trong nhà gì đó, mưa gió mình muốn đi đâu á thì nó rất là tiện lợi cho mình nha. Anh em mình nhìn cái số nang ha, mình nhìn cái kết cấu của cái dù này là mình biết là nó chịu lực rất là tốt và nó rất là xịn nha. Rồi, ok anh em, thì cái cây dù này á, nó dù kiếm Nhật này thì bên em đang bán với giá là 220k nha anh em. Đó, ở đây nó có một cái nút này, khi mà mình xài xong thì mình chỉ cần bấm nút này là mình hạ xuống đây thôi là ok. Rồi tiếp tục là ở đây nó có cái dây quấn nè ha. Đó, anh em quấn lại y như cái lúc mà anh em mở ra thôi.
và kèm theo nó có mình một cái túi thì anh em lại bỏ vào tiếp tục về cái túi ban đầu nó, rồi nó quay lại hiện trạng như là lúc em mới mở ra luôn. Rồi 220k cây dù kiếm nhật rất là đẹp như vậy luôn nha anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh chị em là một cái giá đỡ ha. Đây là cái giá đỡ laptop nha. Thật ra là laptop, iPod, iPad gì đó, nó anh em có thể để lên được, giá đỡ được hết luôn nha. Cái này là nó làm bằng kim loại nha anh em, chắc chắn lắm ha, chứ không phải bằng nhựa, bằng kim loại, cho nên nó rất là xịn sò. Thì anh em khi gấp gọn lại là nó như vậy thôi. Còn anh em muốn để iPod, iPad gì đó thì mình chỉ việc mình mở ra này thôi. Còn phần này mình dựng lên. Đó. Thì anh em thấy ha, mình muốn để cái độ như thế nào thì mình chỉ việc mình chỉnh cây phía sau thôi. Nó mình để nó nghiêng nhiều, nghiêng ít, nghiêng cao hay cái gì đó thì mình chỉ việc mình chỉnh hai cây phía sau này lên thôi. Ở đây nó có mấy cái cử cho mình, nó có mấy cái cử lỗ cho mình để mình chỉnh nha. Rồi cái này thì rất là đẹp luôn anh em ha. Đó, thí dụ em để cái này lên nè, đó, để này lên cũng được nè. Đó, và em để iPod, iPad gì lên cũng được, nó để nghiêng, để dọc, để cái gì theo mình muốn để mình có thể xem hoặc là ngồi để xem cho nó rõ hoặc là như thế nào đó thì rất là ok ha. Còn xài xong thì mình chỉ việc là mình xếp nó lại thôi. Đó, cái này thì nó là của thương hiệu là Kamitsu nha anh em. Đó, Kamitsu của Nhật nó rất là xịn cho mình luôn nha. Đó, cái này là ngon. Nói chung cái này anh em xài là suốt đời luôn á. Mua cái này là xài suốt đời, xài tới là mắc thôi chứ nó không hư đâu nha. Rồi, thì cái này bên em đang bán với giá là 150 nha anh em. 150k một cái giá đỡ iPad như vậy nha. Anh em nào mình đang có nhu cầu, mình cần tìm cái giá đỡ điện thoại để iPad, laptop gì đó thì ok ha. Cái này thì iPod, iPad với laptop thôi, điện thoại thì nó hơi to. Rồi, ok anh em. Lên cho anh em là một cái dao ha. Đây là cái dao Kaycot nha. Thương hiệu Kaycot, cái dao này là của Thánh Rắc Muối nha anh em. Đó, cái dao này là của Thánh Rắc Muối mà cắt thịt bò bít tết rồi ha. Đó, cái này là hàng chính hãng của Nhật nha. Nó Japan nè. Rồi thì cái này tình trạng là chưa qua sử dụng luôn anh em. Đó, bên nước ngoài người ta hay sử dụng cái này để cắt thịt bò, bít tết, ba cái trái cây lớn rồi đó, là sử dụng cái dao này. Nó là thép không rỉ luôn nha anh em. Rồi thì dao này tình trạng là chưa có qua sử dụng, chưa qua mài lần nào luôn. Đó, nhập về thì không có cái hộp, hàng nội địa Nhật nha. Con này thì giá bên em đang bán với giá là 350k nha anh em. 350k một con dao như vậy. Ở đây em lên cho anh chị em là một cái bình pha chế nha anh chị em. Nói cái bình này rất là hay dành cho anh chị em mình thích làm nước ép hay là nước những cái loại nước uống gì đó. Nó mình pha chế thậm chí rượu bia mà mình có thể pha chế được cũng rất là ok nha. Thì cái bình này á là cái dung tích của nó là 700ml nha. 700ml nha anh em. Đó thì cái này á là anh em chỉ việc là mình mở này ra thôi. Đó chỉ việc mình mở này ra thôi. Nó trong đây là inox mà. Rồi anh em bỏ vô, anh em lắc đều lên thôi. Nói mình bỏ cái gì đó mình vô mình lắc lên thôi. Nói giống như bartender ở trong mấy cái quán bar rồi đó. Nó người ta cũng sử dụng những cái bình này để pha chế. Và trên đây nó có cái đầu này, để anh em khi mà mình pha xong mình có thể lược ra. Ví dụ anh em pha nước đá chanh, nước chanh gì đó thì mình lược ra thì cái hộp nó nằm lại ở trong nha. Đó, nó rất là hay đổ nước ra ngoài thôi. Rồi thì nói chung nó rất là tiện lợi ha. Cái này là một trong những cái là không thể thiếu ở trong bếp luôn nha anh em. Nói chung ai cũng sẽ cần đến nó thôi. Cái này là của thương hiệu là ha, đó, Shinjuku ha, đó, Shinjuku Made in Japan. Rồi cái này nó là giá bên em đang bán với giá là 150k nha anh em. 150k tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha. Đó, cái bình pha chế này anh em nào quan tâm thì gọi qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. 150k một cái. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh chị em là một cái đồng hồ đèn led ha. Đó, đây là đồng hồ đèn led rất là đẹp luôn ha. Nó hiển thị là ngày tháng ha, ngày tháng năm, nhiệt độ rất là ok cho anh chị em mình luôn. Rồi thì em đụng vô nè, nó sẽ lên đèn cho anh em mình nha. Đó, đây bấm thôi. Đó rồi thì cái này á là nó ở ngoài nó như bóng kiến, nó như cái gương vậy anh em đó, nhưng mà khi mà anh em bấm nó thì nó lên đèn rất là đẹp luôn nha. Rồi đèn cực kỳ rõ luôn. Phía sau nó là nó có mấy cái nút chỉnh cho anh em mình ha, chỉnh có thể hẹn giờ nè. Đó rồi ngày giờ. Đó, các thể loại luôn. Ở đây mình có cái khe để anh em đựng pin. Đó thì khi mà anh em mua hàng thì sẽ kèm cho anh em một cái cáp nha anh em. Anh em cắm vô, anh em cắm với điện, anh em xài trực tiếp nha. Hoặc là anh em có thể gắn pin vô. Đó, gắn pin vô như em như vậy là em xài luôn, không cần dây điện nha. Còn nếu như anh em mà mình muốn xài điện thì mình đây có cái cáp sẵn ha. Mình gắn vô một đầu, cắm vô cái adapter. Nó, cái cốc sạc của mình là mình xài. Rồi thì cái này nó rất là đẹp, rất là tiện lợi luôn ha. Để trên đầu tủ tivi hay là máy tính gì đó ha, bàn học, bàn làm việc các thể loại nha.
Rồi chiều dài của nó là 16cm nha anh em. Đó, chiều dài là 16cm của thương hiệu là Takuri nha. Rồi thì cái này á, là bên em đang bán với giá 150k nha anh em. 150k một cái đồng hồ đèn led như vậy nha. 150k một đồng hồ đèn led Takuri. Rồi dài 16cm nha. Rồi anh em nào quan tâm tới cái mẫu đồng hồ này thì vui lòng inbox hoặc nhắn tin cho em nha. Ở đây em lên cho anh chị em là một cái băng keo chống giọt nha anh em. Băng keo này nó siêu dính và nó chống giọt. Ví dụ là ở trên đây nó có một cái lớp là chống cách nhiệt ha. Cho nên khi anh em mà mình dán nó chống giọt như máy tôn nhà mình bị lủng hay gì đó thì mưa nó giọt xuống á, thì anh em dán lên nó cách nhiệt luôn. Tức là nó sẽ chống nước, nắng, mưa các thể loại luôn cho mình nha. Rồi thì một cái cuộn này là nó dài 5m và chiều dày của nó là 10cm nha anh em. Đó, cái bảng nó là 10cm và độ dài là 5m ha. Anh em có thể dán lên trên tôn hoặc là trên những cái mí tường của mình mà chỗ nào bị rò rỉ nước hay là cái gì đó. Thậm chí những cái ống nước của mình mà chảy nước ha. Cái ống nước mà mình ghim với nhau, mình nói với nhau ở ngoài bị rỉ nước hay này nọ. Anh em dán trực tiếp lên luôn, nó cũng là chống nước luôn. Đó, nó chống rò rỉ rất là tốt ha, chống giọt cực kỳ tốt luôn. Thì cuộn băng keo này bên em đang bán với giá là 90k nha anh em. Đó, 80k chứ. Cuộn băng keo này bên em đang bán với giá là 80k nha anh em. 80k một cuộn này. Rồi anh em nào mình quan tâm thì cứ gọi điện cho em nha. À, rồi ở đây em lên cho anh em là một cái kìm đa năng nha anh em. Đó, kìm này là kìm đa năng, nó dài là 215mm nha. Đó, kìm đa năng dài 215mm. Cái kìm này á thì anh em nhìn thấy ha, mình có thể kẹp nè, có thể cắt nè, bấm cốt nè. Nó kẹp, cắt, bấm cốt và tuốt dây điện. Và cái kìm này là kìm rất là xịn sò của Nhật ha anh em. Đây là nó sử dụng cái thép là CRV nha. Đó, hàng chính hãng luôn, rất là xịn sò cho anh em mình ha. Tình trạng thì chưa có qua sử dụng luôn anh em. Rồi thì cái kìm này bên em đang bán với giá là 230k. Đó, 230k một cái kìm đa năng như vậy. Nó màu cam nha anh em, của Nhật. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái set muỗng nha. Đó, đây là cái set muỗng của Đức nha anh em. Đó, set muỗng này là gồm 5 cái nha. Nói em mở ra cho anh em coi. Nó muỗng inox 5 cái thì đại khái rất là ngon, rất là xịn sò. Rồi thì cái set này giá cũng rất là ok anh em, chỉ có 60k một set như vậy thôi. Nó 60k một cái set muỗng 5 cái thôi, thì mỗi cái nó có 12k ha. Đó, rất là xịn nha, rất là đẹp, set muỗng inox nha. Rồi anh em nào quan tâm tới cái mẫu này thì inbox hoặc điện thoại cho anh em cho em nha. Rồi 60k. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái con máy khoan điện của Bosch ha. Đó, chính hãng của Bosch luôn. Rồi cho anh em xem luôn bên trong như thế nào nha. Rồi thì cái con này thì full một cái hộp có đầy đủ các phụ kiện như vậy cho anh em mình luôn nè. Rồi trước tiên á, thì nó có những cái phụ kiện lặt vặt như là cái mũi vít ha. Rồi những cái mũi này là vít ba ke, vít dẹp nè, lục giác bông nè. Rồi ở đây nó có một số cái mũi vít cho mình để mình bắt lên tường luôn. Rồi còn ở đây thì nó có những cái mũi khoan ha, như mũi khoan gỗ, mũi khoan tường, mũi khoan sắt nè, dao rọc giấy nè, đầu nối dài nè, tay cầm nè, cử thước nè, rồi thước dây nè. Còn về cái phần nhân vật chính thì nằm ở dưới cái ô dưới đây. Trước tiên là anh em thấy búa ha, kềm, mỏ lết, rồi bộ dặn mở ốc, rồi có cái thước thủy cho mình luôn để mình cân cho nó ngay ha. Rồi còn nhân vật chính ở đây là cái máy khoan. Đây là máy khoan Bosch ha, máy khoan điện của Bosch. Đó, thương hiệu chính hãng Germany nha anh em. Đó, rồi thì cái con này ở công suất là 650W nha, đầu kẹp 13 ly. Rồi thì ở đây nó có chức năng búa luôn nè. Nó vừa khoan lũng, vừa khoan vít, vừa búa luôn, để khoan tường luôn. Rồi, con này thì có đảo chiều đầy đủ cho anh em mình luôn nha. Rồi, sử dụng điện là điện 220V, công suất 650W. Trọn bộ như vậy, tình trạng chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Giá là 1.8 triệu nha anh em. Đó, giá rất là tốt, 1.8 triệu cho anh em mình luôn. Rồi thì anh em nào mình quan tâm tới cái bộ phụ kiện, một cái bộ máy khoan điện của Bosch này, thì vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Đó, cái này là anh em xài gia đình là hầu như đầy đủ cho anh em mình luôn nè. Rồi, 1.8 triệu. Rồi ở đây em lên cho anh em là một cái Victrole phun sơn nha anh em. Đó, đây là Victrole phun sơn hàng nội địa Nhật, rất là xịn cho anh em mình luôn nha. Rồi thì đại khái cái Victrole này á, là nó sử dụng cái bình của nó là 400cc. Thì anh em mua về chỉ việc là mình bỏ nước sơn vô đây thôi, mình pha ra rồi mình xài thôi. Cái đầu của nó là đầu 1.5 nha anh em. Nó cái bét của nó là 1.5 cho nên nó phun ra cũng tương đối rất là mịn nha. Rồi thì cái này á, thì ở đây nó có chỉnh nè, chỉnh gió và chỉnh lượng sơn ha. Rồi còn cái này là cái van hơi anh em cắm vô máy nén khí anh em sử dụng nha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là
350k nha anh em. Nó Victoria Phun Sơn này là 350k. Rồi anh em nào quan tâm mẫu Victoria này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại, số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái vòi tứ cây nha anh em. Đó, đây là cái vòi tứ cây, nó làm sử dụng là nó đúc y như nhôm nguyên khối cái phần này nha anh em. Đó, cái hàng nội địa Nhật nha. Nó nhập bên Nhật về tình trạng là chưa qua sử dụng, đi kèm nó có cho mình cái rắc nó nhanh. Anh em chỉ việc cắm cái ống 16 và ống 21 vô trong đây thôi. Rồi, mỗi lần xài thì ghim vô, xài xong rút ra. Đó, thì cái này á, nó có cái cò bóp, khi mình bóp này thì nó sẽ phun, nó tưới gây anh em. Ở đây thì nó có những cái bét cho mình nè, mình xài cái nào thì mình dặn cái đó ha anh em kêu. Đó, 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 thì mình, ở đây là tiếng Nhật không à. Cho nên mình dặn cái nào mình thấy cái tia nó phù hợp là mình sử dụng nó là được rồi, không cần quan tâm tới cái tiếng của Nhật đâu. Rồi, ở đây thì nó có một cái nắp chỉnh ha, cái nắp chỉnh này là chỉnh cái lượng nước anh em, ví dụ nước ra nhiều, ra ít gì đó. Đó thì cái này nó cái tia nó rất là mịn nha anh em, nó có thể là giúp anh em là tưới như tưới cây, tưới hoa hoặc là tưới cả phong lan cũng được ha, tưới lan cũng rất là ok, bởi vì cái tia nó mịn nó sẽ không có động rễ. Nó khi mình tưới những cái dòi nước mạnh quá nó xịt động rễ, động gốc thì nó sẽ mất sức cái cây, còn cái này nó mịn lắm cho nên rất là dễ dàng sử dụng nha. Rồi tình trạng mới 100% chưa qua sử dụng luôn. Rồi cái này bên em đang bán với giá là 295k nha anh em. 295k một cái vòi phun như vậy. Dạ rồi, nay á, bữa giờ hết hàng, nay em mới về lại một cái rìu cán gỗ cho anh em mình luôn nha. Đó, đây là rìu cán gỗ là khoảng là 600g. Đó, cái rìu này là nó nặng khoảng 600g nha nè. Cái này là của thương hiệu Woodtool nha. Đó, hàng Mỹ cho anh em mình luôn nha, Made in USA luôn. Cái rìu này á, thì nó là tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn. Rất là xịn, rất là đẹp, cầm anh em cầm trên tay rất là chắc chắn, rất là vừa vặn luôn nha. Một đầu là búa, còn một đầu là anh em có thể chặt chẽ các thể loại gì đó luôn nha. Đây em cầm về cho anh em xem cho dễ nè. Đó rồi, cái rìu này á thì anh em có thể sử dụng gia đình ha, nó hoặc đi cắm trại camping dã ngoại gì đó thì mình xài cái này rất là ok luôn. Rồi cái rìu này bên em đang bán với giá là 270k nha anh em. 270k một cái rìu như vậy. Theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kìm mẫu quạ nha. Đó, đây kìm mẫu quạ của Mỹ luôn. Cái kìm mẫu quạ này thì dài khoảng là 36cm nha anh em, 35cm nha. Đó thì anh em có thể mình kẹp hoặc mình kẹp cặp, mình kẹp những cái cây hay là những cái nói những cái đồ gì cần thiết để khi sử dụng cái này thì anh em xài nha. Đó rồi, cái kìm mẫu quạ này thì tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, bên em đang bán cái mẫu này với giá là 200k nha. Đó, kìm mẫu quạ 200k. Thì anh em nào mình quan tâm thì mình chốt giùm em nha. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh chị em mình cái bình châm nhớt nha. Đó, đây là bình châm nhớt nhỏ gọn tiện lợi ha, mà hầu như anh em nào cũng cần sử dụng luôn á. Thí dụ những máy móc công thiết bị của mình á, khi sử dụng xong anh em châm cho nó miếng nhớt nha. Đó thì nó sẽ không có bị rỉ sét và những lần sau mình sử dụng rất là ok. Cũng như kèm kéo, mỏ lết hay là các công cụ bằng kim loại đều có thể châm nhớt được thì mình cứ sử dụng cái này thôi. Rồi thì cái này á, là anh em thấy ha, cái bình nó là bằng kim loại nha. Rồi, bình bằng kim loại rất là chắc chắn, chỉ việc bỏ nhớt cho thôi. Khi mà mình cần xịt thì mình ấn vô cái là nó xịt thôi. Đó, rất là đa dụng nha. Anh em có thể để được những cái dung dịch khác mà mình cần thiết luôn. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 40k nha anh em. 40k một cái bình châm nhớt như vậy nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái con linh vật phong thủy ha. Nó bằng đồng nha anh em. Đó thì đây là những cái con linh vật phong thủy mà anh em trưng bày ha, rất là tốt luôn nha. Đó thì nó thu hút tiền tài, tài lộc với thịnh vượng cho gia chủ nha. Thì đầu tiên thì đây là cái con long quy. Long quy này á, thì tức là con rùa đầu rồng. Đó, gọi là long quy, thì ở đây nó có cổng một con ở trên. Đó thì cái này á, là giá của nó là 800k nha anh em. Đó, em cầm cho anh em coi ha. Đó, giá 800k. Rồi, khá là ok nha. Rồi, con này giá 800k. Tiếp theo là tới con gà trống nha anh em. Đó, gà trống nè. Đó, tượng trưng cho sự phát triển ha. Đó. Rồi, con gà trống này á, thì cũng trên đống vàng. Thì có con gà trống này cũng 800k luôn nha anh em. Đó, anh em mình coi ha. Đó, kích thước là như em quay nha. Rồi, tiếp theo là tới con cốc nha. Đó, con cốc này cũng là rất là phong thủy luôn. Anh em có thể trưng bày trên bàn làm việc hoặc là có thể để ở ngay ông địa cũng khá là ok nha. Đó, con cốc này thì nó to nha anh em. Đó, nó to hơn hai bàn tay em bụp lại luôn nè. Đó, rồi, con cốc ngậm vàng, ngồi trên đống vàng luôn. Rồi, thì con cốc này thì giá là 990k nha anh em. Đó, 990k nha.
Rồi hiện tại em cũng chỉ còn vài con nữa, anh em mình quan tâm con nào thì anh bốc giùm em nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên tiếp cho anh em cái mẫu kìm cộng lực nha. Đó, đây là cái kìm cộng lực ha. Kìm này là để anh em cắt kẽm, cắt sắt rồi ha, mấy cái kẽm nhỏ rồi đó. Nó như anh em mà mình chơi lan hoa phong lan rồi ha, mình hay sử dụng cái kẽm để uống cây, uống lan rồi ha, thì xài cái này rất là ok. Nó cắm hoa rồi hoặc là làm bonsai rồi đó, mình cần một cái kìm để mình cắt cho nó tiện thì đây. Đó, đây là cái kìm cộng lực. Thì anh em nó chỉ cần đưa vô bấm thôi. Cái cộng lực này thì cắt sắt nó rất là nhẹ. Rồi thì cái kìm này thì bên em đang bán với giá là 95k nha anh em. 95k cây kìm như vậy nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái hộp dao cạo râu nha. Đó thì cái này là gồm là một cái cây cạo nè, với lại là 36 cái lưỡi. Đó, hộp dao cạo râu gồm một cái cây cạo với là 36 cái lưỡi nha anh em. Đó thì khi mà anh em mình mua về á, thì ở đây á, nó có cho mình kèm theo cho mình là một cái chai nè. Đó, cái chai này là cũng như cái chai gheo nha anh em. Đó, để mình tha lên mình cạo nó không có bị trầy nha. Rồi thì trọn bộ của nó là gồm một cái cây nó với lại một cái đồ với 36 cái lưỡi ha. Lưỡi này là lưỡi kép nha anh em. Rồi trọn bộ như vậy là chỉ có 70k thôi nha anh em. Đó, anh em xài cả năm luôn, mỗi tuần mình xài một cái thì mình xài cả năm cũng chưa hết nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái ổ khóa ha. Đây là ổ khóa bình thường nhưng mà nó sẽ có luôn chức năng báo động nha anh em. Đó, đây em mở thử cho anh em coi ha. Đó, ví dụ như mà anh em giờ anh em mở ra đó thì nó sẽ ra luôn cái ổ khóa như vậy. Thí dụ mình muốn khóa theo hình thức bình thường thì mình để vô đây mình khóa thôi. Đó, nó là bình thường. Nhưng nếu như anh em muốn khóa báo động thì mình mở ra. Đó, mình mở cái này mình đảo chiều nó lại. Đó, mình bấm vô nè. Đó, nó kêu cái tít như vậy. Rồi là khi mà mình khóa lại á, đó, ai mà mở ra nó sẽ báo động, nó hú rất là lớn nha anh em. Đó thì ăn trộm mà nó vô nó không biết, nó tưởng cái ổ khóa bình thường, nó cố tình nó muốn mở ra thì sẽ báo động nè. Em kéo thử cho anh em nghe tiếng âm thanh đó nha. Đó. Đó. Đó anh em thấy không? Nó âm thanh rất là lớn luôn nha. Đó thì bao nhiêu đó thôi nó cũng đủ làm cho mọi người chú ý rồi ha. Thì cái này á chức năng là chống trộm khá là tốt nha anh em. Còn nếu như anh em khóa theo một cái hình thức là ổ khóa bình thường không có báo động thì mình chỉ việc mình đảo chiều cái này lại thôi. Đó là nó sẽ không có báo động nha. Đó, tức là mình muốn nó báo động thì mình đảo chiều lại rồi mình khóa, còn mình không muốn báo động thì mình lại đảo chiều lại. Đó, nó rất là tiện lợi nha. Rồi cái ổ khóa này thì bên em đang bán với giá là 90k nha anh em. Đó, 90k một cái ổ khóa báo động như vậy nha. Rồi anh em nào quan tâm tới mẫu ổ khóa này thì inbox cho em luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái kìm bấm chết rất là xịn sò của thương hiệu Horlet nha anh em. Đó, đây là một cái thương hiệu chính hãng của Đức nha, Germany. Thì anh em biết rồi ha, cái kìm bấm chết này thì nó độ dài của nó là 250mm nha. Đó, đây là cái size mà cũng tương đối rất là thông dụng với anh em luôn. Thì cái này là của thương hiệu chính hãng của Đức thì mình khỏi phải bàn về cái chất lượng rồi nha. Đó, anh em chỉ việc mua về xài thôi, rất là xịn sò. Thì cái này bên em đang bán với giá là 540 nha anh em. Đó, 540 một cái con kìm bấm chết này. Đó, siêu xịn thương hiệu của Đức. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cây kéo cắt cành nha. Đó, đây là cái cây kéo cắt cành rất là xịn sò luôn ha. Cái này là của Nhật nha anh em. Đó, đây. Nó cái kéo cắt cành này á, là nó sử dụng cái sắt là SK5 cho nên nó rất là cứng ha. Ở đây á, thì nó có cho mình là nó sử dụng nhíp nè anh em thấy không? Cái này là cái nhíp nha. Cái nhíp này thì nó cái độ bền sẽ cao hơn cái lò xo rất là nhiều lần luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái này á, là anh em mua về cắt rất là ngọt nha. Cắt thoải mái luôn á. Đó, cái này là bao cho anh em cắt luôn. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 190k nha anh em. 190k một cái cây kéo cắt cành như vậy nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái camera để bàn nha anh em. Đó, mình cái này là cái camera an ninh để bàn. Thì mình có thể để ở trên bàn, nói tiếng trên bàn chứ thật ra là những cái mặt phẳng. Đó, những cái mặt phẳng mình có thể để lên được thì mình cứ để thoải mái ha. Để trên bàn, trên tủ, trên đâu đó, miễn là mình để nó cố định như vậy là ok. Rồi thì cái camera này ha, của thương hiệu UC, kết nối wifi nha anh em. Đó, sử dụng wifi mình một đầu chỉ ghim vô điện thôi. Rồi còn một đầu là nó sẽ kết nối wifi như cái điện thoại vậy ha. Cải app về điện thoại rồi nó kết nối là xem thôi. Nó không cần dây nhợ lằng nhằng luôn, rất là tiện lợi nha. Rồi thì cái camera này nó có xoay được 360 độ nha anh em. Đó, tức là nó có xoay nè. Đó anh em thấy
xây lên xây xuống nè, xây qua xây lại nè, nó xây 360 độ luôn, và ban đêm xem có ánh màu luôn anh em. Ở đây nó có dải đèn led nè, nó hỗ trợ xem ánh sáng ban đêm luôn, và có đàm thoại hai chiều luôn, tức là khi mình sử dụng app điện thoại mình có thể nói là người ở bên camera này cũng nghe tiếng mình nói luôn đó, nói qua nói lại với nhau vẫn ok luôn nha. Rồi thì camera này thì bên em đang bán với giá là 390k nha anh em, 390k nha. Nó còn về thẻ nhớ thì ở đây em có luôn cái thẻ nhớ 64GB đó, sẽ nhớ 64GB là 170k đó. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu camera cũng như thẻ nhớ này thì vui lòng điện thoại cho em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh chị em là hai cái cây bu lông nha. Đây là bu lông của Astro Product, hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó thì hai cái cây này á, là bu lông sử dụng hơi nha. Đó anh em cắm vô máy nén khí anh em xài nha. Cái này là cái đầu của nó là đầu 3/8 nha anh em. Nó đầu bu lông 3/8 và bu lông này là dạng bu lông gốc nha. Đó 3/8, cái này thì nó nhỏ gọn nhẹ dành cho anh em sửa xe làm gara rồi ha. Đó thì chỉ việc cắm dây hơi vô là xài thôi. Đây nó có đảo chiều nè. Đó, đảo chiều trái phải dặn ra dặn vô nè. Đó, rồi thì hai cái con này đồng giá với nhau luôn nha anh em. Đó, 600k ăn con. Đó, anh em nào mình lấy con nào thì mình inbox cho em nha. Đó, 600k một con, cái này là hàng nội địa Nhật nha. Thương hiệu là Astro Product nè. Đó, tình trạng là đã qua sử dụng rồi, nhưng về cặm dây hơi vô là xài thôi. Rồi, 600k ăn con nha. Anh em nào quan tâm thì gọi điện cho em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái loại chảo gang của Colamen nha. Đó, đây, đây là chảo gang của Colamen dành cho anh em mà mình đi cắm trại hoặc mình làm những cái món bít tết rồi ha. Thì mình sử dụng cái loại chảo này rất là ok luôn nha anh em. Rồi thì cái chảo này nó rất là nặng, nó bằng gang cho nên nó rất là nặng luôn nha, của Colamen. Và cái này là tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nè. Đó thì cái chảo này á, hôm bữa mà em coi ở trên... Đó cái chảo này hôm bữa mà em coi ở trên eBay nó bán ha, nó của Colamen bán chính hãng luôn á. Đó thì giá của nó tới là 700.000 một cái nha anh em, 700.000 một cái, siêu mắc luôn á. Còn cái này em về được đồ bãi cho nên giá rất là tốt ha. Đường kính của nó là 13cm nha anh em. Đường kính của nó là 13cm, giá cực kỳ tốt luôn nha. Rồi cặp này là em bán cho anh em với giá chỉ có 195.000 thôi. Đó, chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi chảo này nó anh em lưu ý nha, 13cm nha anh em. Đó, dành cho anh em đi cắm trại, đi dã ngoại hoặc làm bít tết đồ thôi nha, chứ nó không phải nó to như những cái chảo mà mình nấu ăn hàng ngày đâu nha. Nó nhưng mà nó rất là xịn, rất là nặng, rất là dày dặn. Rồi 195.000 cặp nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kéo nhà bếp nha. Đó, đây là mẫu kéo nhà bếp hàng nội địa Nhật luôn, rất là xịn sò cho anh em mình nha. Rồi thì mẫu kéo này nó rất là dày anh em ha. Nó dày cho nên khi anh em cầm, anh em cắt, cái lực cắt rất là tốt nha. Anh em lưu ý ở ngoài thị trường nó có những cái mà hàng giả đó, nó làm thì anh em nhìn sơ vô thì mình thấy nó giống như vậy, nhưng mà mình xài một thời gian nó sẽ bị ố, bị bay màu từ cái cán cho tới cái phần trên đây luôn. Bởi vì nó là nó làm rất là mỏng. Đó, nó làm rất là mỏng. Còn cái hàng chính hãng, hàng xịn của nó thì nó rất là dày. Đó, khi mà anh em mua thì anh em lưu ý ha, cái độ dày của nó rất là dày. Nó, cái thép của nó là thép SK5 không rỉ cho nên là cái độ cứng rất là cao. Đó, rồi. Thì cái này bên em đang bán với giá là 170k nha anh em. Đó, 170k. Nếu như mà anh em mình mua những cái đồ quá rẻ thì chắc chắn nó là hàng nhái rồi ha. Rồi, thì 170k nha anh em. Cái này thì 170k. Cái kéo nhà bếp anh em mua có thể để trong bếp để mình cắt các thể loại hang rau, củ, quả, thịt, thậm chí mần cá đồ cũng ok nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái cặp bao tay lau rửa xe nha. Đó, dành cho mình đeo vô để mình lau rửa xe, rồi xe ô tô, xe gắn máy, hoặc là có thể là rau rửa kiến nhà rồi cũng rất là ok nha anh em. Đó, mình chỉ việc là mình thấm xà bông vô. Đó, mình thấm vô trong nước rồi cái mình lau thôi. Cái này cũng khá là hay nha anh em, cả hai mặt nó đều mình đều lau được luôn nha. Rồi thì cái này, cặp bao tay lau rửa xe này bên em đang bán với giá là 70k nha anh em. 70k một cặp nha. Đó, anh em nào mình đang quan tâm tới cái cặp bao tay này á thì cứ inbox cho em. Rồi tiếp theo nữa thì ở đây, sẵn vậy thì em lên luôn cho anh em là một cái cây lau rửa xe. Đó, cái cây này là cái cây lau rửa xe nha. Nó có một cái cây nè. Đó, cái này thì nói dài, anh em có thể là mình tăng ra. Đó, mình tăng ra hoặc rút vô nè. Đó, thì thường trên những cái xe ô tô á thì mình sẽ không bao giờ mình lau bằng tay mà tới cái nóc xe được, cho nên mình phải sử dụng những cái cây nói dài này nè. Đó, mình lau phần kiến rồi mình lau trên nóc xe nó mới được, chứ tay mình thì không tới nha anh em.
thì khi mà lau xe ô tô thì mình cũng có thể lau kiến, lau gương hoặc là mình lau trong nhà vệ sinh gì đó ha. Đó, cái này khá là ok. Rồi thì cái cây này bên em đang bán với giá là 75k nha anh em. Đó, cây lau rửa xe nói dài thì là 75k. Rồi thì em sẽ kết thúc cái video hôm nay ở đây đi. Đó, anh chị em mình quan tâm sản phẩm nào cũng như cái đồ gì thì cứ vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nhé. Còn những anh em mà mình mới xem kênh của em lần đầu á, thì cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ qua những cái video mới cũng như những cái sản phẩm mới về bên em nha. Rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong những cái video tiếp theo ạ.